Các bạn đang nghe truyện quỷ dị tu tiên thế giới trên kênh TV Audio CV. Chương 2645, Canh gà của vua. Lâm vô nhai không trả lời, hắn bắt đầu thôi diễn. Một lát sau hắn mới hỏi lại ngươi nói thử xem, lão hạt tử cũng không có bản sự bực này, có thể thôi diễn ra vận mệnh của một quốc gia. Hắn nói hiện tại đại ngụy lung lay sắp đổ, chúng ta về đại ngụy, có lẽ có thể vãn hồi thế cục. Lâm vô nhai ở bên trong xe nói ngươi biết quẻ tượng nói thế nào không, nói như thế nào, lão hạt tử hỏi quẻ tượng nói ta trở về vô ích còn có thể chết lâm vô nhai nói vậy đừng quay về nữa lão hạt tử ngay ra một tháng nói nhưng quẻ tượng có đôi khi không đáng tin lâm vô nhai nói lần trước khi ta gặp phải kiếp số của mình quẻ tượng là sai nếu ta tin quẻ tượng thì đã chết rồi sư thúc quẻ tượng đương nhiên sẽ không thể mọi chuyện đều chuẩn xác không sai lầm nhưng chỉ cần có thể đoán trúng hơn nữa, lão hạt tử chưa nói xong, Lâm Vô Nhai ngắt lời chính bởi vậy, mới không thể mù quán tin quẻ tượng, nhất là trên đại sự sinh tử bực này. Lão hạt tử hơi trầm mặt, lời nói của sư thúc quả thật có lý, cho dù quẻ tượng trúng 99 lần, nhưng chỉ cần có một lần sai lầm, vừa hay lần đó chính là đại sự sinh tử, vậy cũng không có ý nghĩa. Kỳ thật ta cũng không định trở về. Lâm Vô Nhai thở dài nói không phải ta tin quẻ tượng, mà là ta có quay về, tác dụng cũng không lớn. Ba quan du tự đó khẳng định sẽ đề phòng hắn trở về, vả lại cho dù phóng thích thông thiên kính, cũng không thể áp chế đại kiếp dự triệu, áp chế lo lắng trong lòng hắn, một khi đã như vậy, không nên tin quẻ tượng. Sư thúc, vậy vì sao ngươi muốn trước khi rời khỏi lừa một tuyến sinh cơ đó vào kính đô? Lão hạt tử lại tò mò hỏi, vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi. Bởi vì ta hy vọng hắn sẽ liên lụy vào trong việc này nhiều hơn, chỉ có hắn liên lụy với đại ngụy càng sâu, không thể tách ra nhân quả, như vậy nói không chừng có thể phát sinh một số tác dụng khó có thể tưởng tượng. Lâm vô nhai trầm mặt một chút trả lời đi thôi, hay là cứ giống như trước kia, không thể hoàn toàn đặt hết hy vọng trên người hắn, chúng ta cũng phải nghĩ cách làm chút chuyện gì đó. Lão hạt tử dạ một tiếng, bảo ngựa kéo xe, chạy về phía tây. Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, hắn ngay lập tức liên hệ với thực phù, hỏi tình huống bên nàng. Thực phù nói với hắn, bên nàng quả thật xuất hiện một số quái quyệt mới đặc biệt, nhưng đều bị nàng dẫn người giết chết đồng thời một số phi trí quyệt ở chung quanh cũng xuất hiện thay đổi bất thường chu phàm nói chuyện đại kiếp dự triệu với thực phù tiểu nha đầu cẩn thận một chút nếu gặp phải quái quyệt khó đối phó vậy đừng chống chọi tận lực tránh chúng chu phàm nói nếu thật sự không được cứ dựa theo những gì ta đã thương lượng với ngươi về thiên lương thành đi hắn đã chuẩn bị thân phận mới cho cha mẹ và tiểu nha đầu bọn họ cũng không phải quái quyệt hoàn toàn có thể trốn vào thiên lương thành. Dẫu sao trong hoang dã thay đổi trong nháy mắt, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị đường lui trước cho bọn tiểu nha đầu tiểu liễu. Nhất là hiện tại hoang dã đã nguy hiểm hơn trước kia. Thiên lương thành cũng chưa chắc an toàn, không bằng để bọn tiểu nha đầu đến cao tượng thành đi. Đương nhiên nếu không có kính đô đại biến, tốt nhất chính là trốn trong kính cung, mới ổn thỏa hơn. Đương nhiên cho dù kính đô không phát sinh dị biến, hắn cũng phải cân nhắc tới vấn đề cựu địch ba nhà tiêu diệt vương, nếu không giải quyết được ba nhà tiêu diệp vương hắn căn bản không dám để bọn tiểu nha đầu tới kính đô thế có khác gì đưa dê vào miệng cọp nói chuyện một lúc hắn mới kết thúc trò chuyện với thực phù sau đó nhìn về phía tiểu nam hài ngồi trên hoàng tọa vạn quốc thiên giữ địa có thể vì ngươi giúp ta sử dụng toái không cốt mang ta tiến vào gian vực trở lại hàng bắc đạo không chu phàm đưa ra yêu cầu chỉ có lợi dụng toái không cốt hắn mới có thể cấp tốc trở lại hàng bắc đạo thành Toái không cốt là có hạn chế cự ly, nhưng hắn đã đi được một đoạn thời gian, dựa theo hắn phỏng đoán, lúc này lợi dụng toái không cốt tuyệt đối có thể trở lại hàng bắc đạo thành, vả lại cho dù không được, cùng lắm thì lại thêm một lần xuyên qua gian vực. Không thể. Tiểu Nam Hài nói ta chính là vạn quốc chi hoàng, há có thể giúp ngươi làm loại việc nhỏ này, Chu Phàm vốn cho rằng Tiểu Nam Hài xưa nay dễ nói chuyện, thỉnh cầu này chắc không có vấn đề lớn, không ngờ Tiểu Nam Hài cự tuyệt hắn, lần này thì phiền rồi hắn sợ rằng không thể trở lại hàng bắc đạo thành trước khi đại chiến nổ ra. Cho dù hắn đẩy nhanh tốc độ, cũng cần thời gian một tháng. Ngươi vội chạy về hàng bắc đạo đó là vì gì? Tiểu Nam hài hỏi. Đó xem như là lãnh địa của ta, có quốc gia xâm nhập lãnh địa của ta, ta phải chút chóng chạy về, nếu không toàn bộ lãnh địa sẽ có thể thất thủ. Trên mặt Chu Phàm lộ ra vẻ bất đắc dĩ trả lời. Thì ra là như vậy, Tiểu Nam hài gật đầu khen ngợi vương nên có giác ngộ dù hy sinh tính mạng, cũng phải bảo vệ tốt con dân của mình, nếu không thì làm vương làm gì? Cách nghĩ này của ngươi là chính xác. Ngươi là nguyện ý giúp ta trở lại hàng bắc đạo thành nhà, Chu Phàm vội hỏi. Không thể. Tiểu Nam hài thản nhiên nói đây là lãnh địa của ngươi, con dân của ngươi, ngươi phải tự mình nghĩ biện pháp, cứ dựa vào sự giúp đỡ của người khác, một ngày nào đó sẽ rơi vào khốn cảnh không ai hỗ trợ, vương chân chính nên dựa vào chính mình chu phàm ta không phải vương ngươi nói với ta nhiều như vậy có tác dụng gì chu phàm yên lặng oán thầm một câu nhưng ta thật sự không nghĩ ra biện pháp tiểu nam hài lắc đầu nói biện pháp luôn sẽ có ta là chúa tể thế giới ta sẽ gánh vác trọng trách cứu thế giới ta chưa từng để ý chí lơi lỏng chỉ cần có ý chí cường đại trên đời không có việc gì khó nếu có vậy chứng tỏ ý chí của ngươi vẫn chưa đủ mạnh chu phàm cố nén xung động muốn ôm mặt canh gà vạn quốc chi hoàng này nấu thật sự quá độc nếu ngươi ngay cả lãnh địa của mình cũng không cứu được vậy tương lai làm thế nào trở thành người hầu của ta giúp ta cứu thế giới tiểu nam hài nói đây cũng là khảo nghiệm nhưng có đôi khi nhờ giúp đỡ cũng coi như là một loại biện pháp chu phàm nói chỉ cần ngươi nguyện ý hỗ trợ ta nguyện ý thanh toán thù lao vương lợi dụng các loại người và công cụ để giải quyết việc cái này có gì không đúng tiểu nam hài hơi nhướng mày lời nói của ngươi không phải không có đạo lý vương nên nhân tận kỳ tài vật tận kỳ dụng nhất là dưới tình huống mình không đủ cường đại, xin giúp đỡ không mất mặt. Thân phận của ta cao quý như vậy, ta đương nhiên sẽ không phụ thân thay ngươi đi làm loại chuyện này, ngươi cũng trả giá được, kỳ thật ngươi có thể tự làm. Ngươi có loại cốt tài hiếm có toái không cốt này, hiện tại lại là linh niệm cảnh, cảm tri đối với nguy hiểm mạnh hơn trước kia rất nhiều, cho nên dòng xoáy và lực xé trong gian vực không phải là vấn đề. Trên mặt Chu Phàm lộ ra vẻ vui mừng, ý của ngươi là chỉ cần ta phát ra linh niệm có thể cảm giác được dòng xoáy và lực xé à chính là như vậy tiểu nam hài gật đầu nói cho nên vấn đề đầu tiên không phải là vấn đề về phần hai vấn đề còn lại là quái quyệt cường đại bí ẩn và hư sinh linh trong gian vực nếu chết nếu không ở trong gian vực ngươi vẫn có thể đào thoát nhưng chúng ở trong gian vực nơi đó là địa bàn của chúng với thực lực hiện tại của ngươi gặp phải chúng sợ rằng ngay cả cơ hội chạy thoát thân cũng không có những quái quyệt và hư sinh linh sinh hoạt ở gian vực này đều có năng lực xuyên qua không gian ngươi không thoát được. Quái quyệt và hư sinh linh sinh hoạt ở gian vực đều có năng lực xuyên qua không gian, vậy nên giải quyết vấn đề này như thế nào? Chu Phàm hỏi, hắn biết khẳng định có biện pháp, nếu không vạn quốc chi hoàng sẽ không đề nghị tự hắn xuyên qua gian vực. Ngươi không đánh lại chúng, gặp chết cũng không thoát được, ngươi đừng để chúng phát hiện ra là được rồi. Tiểu Nam hài nói xong, hắn vươn tay ra bắt lấy một tia sương khói, sương khói biến ảo thành một hộp gỗ lim to bằng quyền đầu. Hắn buông tay, hộp gỗ lim bồng bềnh bay về phía chu phàm chu phàm vươn tay ra bắt lấy hắn mở ra nhìn phát hiện là một hạt châu màu trắng đây là một món đồ sưu tầm của ta tiểu nam hài nói tên là hư linh châu khi ngươi cầm nó xuyên qua gian vực nếu hạt châu biến thành xanh lá ngươi phải cẩn thận chứng tỏ cách đó không xa có quái quyệt hoặc hư sinh linh nếu biến thành màu đỏ chứng tỏ ngươi đã ở rất gần với quái quyệt hoặc hư sinh linh vì thời có khả năng bị phát hiện lúc này điều ngươi có thể làm chính là mau chóng thoát ly gian vực kiên nhẫn chờ một lúc rồi lại tiếp tục tiến vào gian vực không ngờ thế gian còn có khí cụ như vậy chu phàm cầm hạt châu màu trắng quan sát cao hứng nói khí cụ này là một số tu sĩ không am hiểu đối phó quái quyệt hoặc hư sinh linh trong gian vực luyện chế ra dẫu sao không phải tất cả tu sĩ có thể xuyên qua gian vực đều không sợ quái quyệt hoặc hư sinh linh trong gian vực tiểu nam hài có chút tùy ý nói cảm ơn vạn quốc thiên giữ địa vĩ đại. Chu phàm nói không biết hư linh châu này có giá thế nào, cho dù tiểu nam hài không nói giá, hắn cũng biết hư linh châu này sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn, cho dù là cho miễn phí hắn cũng không dám cầm. 100 vạn con sâu xám lớn. Tiểu nam hài báo ra giá. Khóe miệng Chu phàm giật giật, sâu xám lớn của hắn cộng thêm sâu xám lớn của thực phù lại thêm một lượng nhỏ sâu xám lớn của ba nhi tử, cũng không gom ra được 100 vạn con sâu xám lớn ngươi chắc không có tiểu nam hài nghĩ một chút rồi nói ta không hề làm khó ngươi mà là hạt châu này quả thật phải là cái giá này ngươi cũng hiểu ta sẽ không có nghĩa vụ giúp ngươi miễn phí tiểu nam hài lại nói có điều ta cho phép ngươi nợ được ta nhất định trả chu phàm vội vàng gật đầu trong lòng lại nghĩ nếu trước khi ta gom đủ tiền ngươi ngủ say vậy không liên quan tới ta vậy còn lại một vấn đề cuối cùng tiểu nam hài thấy chu phàm hứa xong lại nói ngươi đã vào gian vực mấy lần hai lần chu phàm nói một lần là người dẫn dắt dẫn ta một lần là thuyền dẫn ta đều lợi dụng toái không cốt ngươi chắc biết ở trong gian vực là không có cảm giác phương hướng gì tiểu nam hài nói giống như những tu sĩ có thể xuyên qua gian vực lợi dụng là hồn lực của mình lại phụ dùng thuật pháp riêng mới có thể tìm được phương vị mà mình muốn tới hồn lực của ngươi không tồi nhưng chung quy vẫn không bằng tu sĩ có thể xuyên qua gian vực cho nên biện pháp lợi dụng hồn lực phụ dùng thuật pháp này là không thể thực hiện được chu phàm kiên nhẫn lắng nghe hắn biết tiểu nam hài khẳng định sớm đã có biện pháp kỳ thật biện pháp rất đơn giản trên mặt tiểu nam hài lộ ra nụ cười nói biện pháp này cũng chỉ ngươi có thể sử dụng đó chính là ngươi có thể lợi dụng tâm chi pháp tắc xác nhận phương hướng tâm chi pháp tắc chu phàm giật mình ngươi thật sự rất may mắn Tiểu Nam hài nói, nếu Tâm chi pháp tắc luận về trình độ hiếm có thì còn hiếm hơn thời gian pháp tắc, ngươi là tu sĩ đầu tiên tu thành Tâm chi pháp tắc ta từng thấy. Lợi dụng Tâm chi pháp tắc thế nào? Ngươi chắc là am hiểu hơn ta, hơn nữa chỉ xác nhận phương hướng, đây không phải là chuyện quá khó, Tâm chi pháp tắc của ngươi cũng sẽ không vì vậy mà chạm đến giới hạn. Chu Phàm cấp tốc suy tư, rất nhanh hắn liền xác nhận, biện pháp này quả thật đi thông được, hắn không nghĩ tới là vì hắn không hiểu gì về gian vực. Bạn quốc chi hoàng nói có thể, vậy tất nhiên là có thể. Dẫu sao nếu hắn muốn dùng tâm chi pháp tắc truyền tống mình về hàng bắc đạo, khẳng định là không làm được, hắn có thể sẽ bị tâm chi pháp tắc phản phệ. Nhưng chỉ là dùng để xác nhận phương hướng, đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, theo hiểu biết của hắn đối với tâm chi pháp tắc, có thể bố trí rất nhiều hạn chế, sẽ không để tâm chi pháp tắc chạm đến giới hạn. Vậy vấn đề phải lo lắng đều được giải quyết rồi. Có điều hắn vẫn rụt rè hỏi rất nhiều vấn đề về gian vực, tiểu nam hài đều nhất nhất trả lời mấy vấn đề này cũng đưa ra một số nhắc nhở mà hắn không nghĩ tới cẩn thận như vậy là vì gian vực thủy chung không phải lĩnh vực mà hắn hiện tại có thể tiếp xúc hơi vô ý chút vậy có thể sẽ có nguy hiểm lớn đến lúc đó có lẽ không ai có thể giúp hắn sau khi chu phàm xác nhận không có vấn đề hắn lại nhờ vạn quốc chi hoàng đưa hắn ra hắn không muốn đợi cho tới hừng đông mới trở về hiện tại chính là lúc phải giành giật từng giây tiểu nam hài chỉ vẫy vẫy tay sương mù thổi quét chu phàm và ba huynh đệ chu tiểu bạch đang tu luyện khi sương mù tản ra bốn người đã biến mất khỏi thuyền khi chu phàm tỉnh lại ba huynh đệ chu tiểu bạch cũng tỉnh lại các tiểu tiểu quyển đang nghiêm túc tuần tra tiểu muội cũng mở mắt chỉ độc có tiểu quyển là đang ngáy o chu phàm có chút tức giận sách tiểu quyển lên ê tỉnh đi tiểu quyển mở mắt ra lớn tiếng reo lên địch tập địch tập đồ ngu ngốc này không phải địch tập chờ ngươi phát hiện chúng ta đã sớm xong đời rồi. Chu Phàm trách mắng mau chóng thu dọn đồ, chúng ta xuất phát. Tiểu quyển thở vào, nàng vội vàng gọi bảo tiểu tiểu quyển hỗ trợ thu dọn đồ. Khi chuẩn bị xong tất cả, hai tay Chu Phàm kết ấn, chân nguyên ngưng tụ ra một phù văn màu vàng, phù văn màu vàng rơi vào đầu chó của tiểu muội. Ở bên hông chó từng xương sườn màu đỏ hiện lên, hình thành khung xương giống như máu tươi, mắt trái của tiểu muội biến thành đỏ như máu, mắt phải biến thành màu băng lam tiểu mụi ngẩng đầu nhìn chu phàm nàng vương móng vuốt vẽ trong không trung một tiếng xoẹt vang lên không trung bị rạch ra một khe nứt đen xì tiểu quyển sớm đã trốn trong cơ thể chu phàm ba huynh đệ tiểu bạch cũng dựa theo yêu cầu của chu phàm mỗi người nắm một người tiểu bạch túm lấy gốc áo chu phàm như vậy có thể tránh cho bọn họ đột nhiên bị lạc trong gian vực đi thôi chu phàm nói tiểu mụi bước lên trước chu phàm theo tiểu muội đi vào trong khe nứt không gian khe nứt đen xì mới biến mất chỉ còn lại lửa trại vẫn chưa dập Giang vực kỳ quái không biết cao bao nhiêu vết vần sáng đủ mọi màu sắc cũng không biết phương hướng ở đâu chu phàm đầu tiên là nhìn hư linh châu ở tay trái hư linh châu chỉ phát ra ánh sáng màu trắng nhu hòa điều này khiến hắn thở phào nếu là xanh lá vậy hắn sẽ cẩn thận hắn lại lấy ra cây kim chỉ hướng đây chỉ là một khí cụ rất bình thường hiện tại kim chỉ hướng lại đang không ngừng xoay lung tung. Thương tâm tiểu đao bay ra, chu phàm thôi động tâm chi pháp tắc, thấp giọng nói chỉ rõ phương hướng hàng bắc đạo thành. Hắn để tránh đạt tới giới hạn, chỉ tác dụng tâm chi pháp tắc lên trên kim chỉ hướng, kim chỉ hướng đang xoay lung tung rất nhanh liền ngừng lại, chỉ về một phương hướng. Chu Phàm nhìn phương hướng mà kim chỉ hướng chỉ ra, hắn thở vào, tâm chi pháp tắc quả nhiên có tác dụng. Đương nhiên nếu như vậy cũng không được, Hắn sẽ mở rộng điều kiện thiết lập của Tâm Chi Pháp Tắc, chỉ là mở rộng khó tránh khỏi sẽ có phiêu lưu. Tâm Chi Pháp Tắc chính là một thanh kiếm hai lưỡi, rất hữu dụng đồng thời lại bởi vì tính không xác định của giới hạn mà tràn ngập nguy hiểm. Hắn thu liễm tâm tư, bắt đầu đi tới phương hướng mà Kim Chỉ trưởng chỉ. Giang vực tràn ngập nguy hiểm, không phải nơi nên ở lâu. Khi hắn đang di động, niệm đầu sớm đã tản ra, để tránh mình bước vào trong dòng xoáy và lực xé của giang vực hắn phát hiện lúc trước mình nhìn thấy chu tiểu miêu và thuyền đi rất thoải mái nhưng trên thực tế loại chuyện này là không đơn giản một chút nào hắn đi mà đầu đầy mồ hôi phương hướng kim chỉ cũng đang không ngừng biến động có khi chỉ bước ra một bước đã có thay đổi có khi đi nửa canh giờ cũng không thay đổi nếu không phải xác nhận tâm chi pháp tắc vẫn đang có tác dụng hắn cũng có chút hoài nghi phương hướng kim chỉ có phải có vấn đề hay không một bộ phận tâm tư của hắn đặt trên hư linh châu ánh sáng màu trắng của hư linh châu một mực không có biến hóa đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì, dẫu sao nơi hắn muốn tới chỉ là hàng bắc đạo thành, đối với xuyên qua gian vực mà nói, cự ly như vậy không tính là xa. Mà gian vực cũng đủ rộng lớn, muốn gặp phải quái quyệt hoặc hư sinh linh cũng không phải chuyện dễ dàng. Ba huynh đệ Chu Tiểu Bạch và Tiểu muội chỉ đi theo Chu Phàm, bọn họ có Chu Phàm dẫn đường, ngược lại không cần lo lắng. Tốc độ thời gian ở gian vực không giống với ngoại giới, dựa theo tính toán của Chu Phàm, hắn đã đi trong gian vực ít nhất là ba canh giờ, thế này đã vượt qua hai lần chu tiểu miêu và thuyền dẫn theo hắn ta chắc không phải là đi nhầm chứ khi trong lòng hắn nghĩ như vậy hắn đi qua trước một vần sáng màu lam sau đó phát hiện kim chỉ hướng chỉ về phía phương hướng ban đầu hắn lại quay lại cứ qua lại như vậy mấy lần hắn mới phát hiện kim chỉ hướng là chỉ về vần sáng màu lam trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng vội vàng kết ấn một phù văn màu bạc hạ xuống đầu tiểu muội trên người tiểu muội lại có toái không cốt hiện lên nó lại vương móng vuốt một tiếng xoẹt vang lên, vần sáng màu lam giống như cửa bị cắt thành hai nửa. Chu Phàm và bọn tiểu muội đều bắt đầu xuất hiện cảm giác rơi xuống rất kỳ lạ, bọn họ quả nhiên đang rơi xuống. Chu Phàm vội vàng thi triển ngự phong thuật, thuận tiện tóm lấy tiểu muội, tiểu hắc, tiểu bạch điều khiển phong pháp tắt bắt lấy tiểu lam. Bốn người một chó thuận lợi hạ xuống đất. Thế giới là một mảng tâm tối, âm ảnh quái quyệt lao về phía bọn họ. Chu Phàm chỉ hừ lạnh một tiếng, chân nguyên mãnh liệt của ra, nhìn nát những âm ảnh quái quyệt đó, có điều lại có nhiều âm ảnh quái quyệt hơn lao tới. hắn lấy ra một viên phù châu có thể xua đuổi âm ảnh quái quyệt, những âm ảnh quái quyệt này mới không dám tới gần. có âm ảnh quái quyệt có đêm tối còn có gió lạnh thổi tới. hắn nhìn tuyết dưới chân, xác nhận bọn họ chắc là đã về tới thế giới hiện thực, đồng thời còn ở trong băng thiên tuyết địa. điều này khiến hắn nở nụ cười. đang cuối xuân đầu hạ, nơi có tuyết ở đại ngụy không nhiều lắm. Hàng Bắc Đạo chính là một nơi lớn nhất trong đó. Đây là Hàng Bắc Đạo, không thể sai được, có điều hắn vẫn không thể xác nhận mình rốt cuộc cách Hàng Bắc Đạo thành bao xa. Xuyên qua gian vực, nơi xuất hiện sẽ có lệch lạc. Hắn thu liễm tâm tư, cùng bọn tiểu muội bắt đầu tạm thời nghỉ ngơi trên mặt tuyết, kiên nhẫn chờ hừng đông rồi lại thăm dò. Nếu đã đến Hàng Bắc Đạo, vậy không tiếc chút thời gian này, Hàng Bắc Đạo thành vào ban đêm cửa thành đóng lại, hiện tại cho dù hắn tìm được Hàng Bắc Đạo thành cũng chưa chắc có thể đi vào. Hơn nữa bảo trì tâm chi pháp tắc và khiến niệm đầu phiêu tán trong thời gian dài, đối với hắn mà nói tiêu hao cũng không nhỏ. Đợi tới hừng đông, nhìn thiên địa trắng như tuyết, chu phàm và bọn tiểu muội ăn chút gì đó, rồi bắt đầu thăm dò. Rất nhanh hắn đã xác nhận mình xuất hiện ở đâu, nơi này cách hàng bắc đạo thành cũng không xa. chu phàm cười ha ha, hắn mang theo bọn tiểu muội một đường chạy như điên, rất nhanh lại thấy ngoại thành của hàng bắc đạo thành hắn thở phào hiện tại hắn đã về kịp trước lúc bọn la chinh thiên tới cho dù tốc độ của bọn la chinh thiên có nhanh tới mấy lúc này chắc cũng chỉ vừa tiến vào hàng bắc đạo chưa được mấy ngày mấu chốt hơn là hiện tại hắn có thể xuyên qua gian vực như vậy sau này rất nhiều nơi hắn sẽ không cần mất bao nhiêu thời gian là có thể tới nếu hắn muốn thậm chí có thể rời khỏi trở lại thiên lương lý thăm tiểu nha đầu tiểu liễu và cha mẹ khi cần thiết còn có thể mang bọn họ rời khỏi thiên hương lý năng lực có thể xuyên qua gian vực này đúng là quá hữu dụng. Hắn thu liễm tâm tư, bắt đầu cải trang, lấy ra thân phận chứng giả, thân phận chứng này có thể chứng minh hắn là võ giả của hàng bắc đạo chủ phủ, nhưng không ai biết hắn là hàng bắc đạo chủ. Hiện tại đã là thời kỳ chiến tranh, hàng bắc đạo chủ phủ khẳng định đã có thám tử Tây Lương. Chuyện hắn đã trở lại hàng bắc đạo thành, không muốn cho bất kỳ ai biết. Hắn lại nhìn ba nhi tử của mình và tiểu muội, cho dù có thể ẩn thân, cũng không thể giấu được trận pháp giám sát ở cửa thành hắn bảo ba nhi tử và tiểu muội ở lại ngoài thành chờ sau khi hắn vào thành sẽ nghĩ cách mang bọn họ vào sau khi dặn dò xong hắn thuận lợi thông qua kiểm tra ở cửa ngoài thành lại mất một số thời gian mới tiến vào hàng bắc đạo thành cho đến khi thuận lợi trở lại hàng bắc đạo chủ phủ lúc này hắn mới thông qua tiêu tức phù gọi đám người đáng tin như đổ nê đến phòng nghị sự đám người đổ nê đều trợn mắt Nhìn Chu Phàm với vẻ bất khả tư nghị. Ngươi làm như thế nào vậy? Hùng Phi tú lộ ra biểu cảm như thấy quỷ. Điều này đúng là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ta nhờ vào an bài của sư môn mới trở về được nhanh như vậy. Chu Phàm cười nói chuyện ta trở lại, các ngươi phải giữ bí mật cho ta. Cái này là đương nhiên rồi. Đỗ Nê vội vàng gật đầu nói, trong lòng hắn xem như đã thở phào. Trong đoạn thời gian Chu Phàm không ở hàng Bắc Đạo chủ phủ, lực của bọn họ thật sự quá lớn, hiện tại Chu Phàm trở lại, mới yên lòng. Hiện tại là tình huống gì rồi, Chu Phàm hỏi. Bên Hắc Thủy Đô Hộ Phủ đã đang chuẩn bị. Dạ Lai Thiên Hương nói nghi loan ti phủ của ba châu đáp ứng cung cấp trợ giúp đối với Hắc Thủy Đô Hộ Phủ, nhưng chúng ta không biết bọn họ có trợ giúp Hắc Thủy Đô Hộ Phủ đúng lúc hay không. Chu Phàm hơi gật đầu, hắn hiểu đó là bởi vì đạo ý chỉ cách chức hàng bắt đạo chủ của hắn, nếu không có đạo ý chỉ đó, nghi loan ti phủ của ba châu khẳng định sẽ trợ giúp hắc thủy đô hộ phủ đúng lúc đương nhiên hiện tại hàng bắc đạo cũng xuất hiện rất nhiều hiện tượng quái quyệt bạo phát châu khẳng định cũng có áp lực ở phương diện này một khi hắc thủy đô hộ phủ thất thủ bọn họ cũng khó thoát khỏi tội bọn họ chắc không dám bằng mặt không bằng lòng đỗ nê nói nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho bọn họ không chi viện hắc thủy đô hộ phủ nếu không chi viện hắc thủy đô hộ phủ có thể chống đỡ được bao lâu chu phàm hỏi cái này phải xem tây lương có thể đầu nhập bao nhiêu binh lực các tham mưu trong phủ dự đoán nếu tây lương có một nửa binh lực tới hắc thủy đô hộ phủ tối đa có thể thủ sáu ngày đỗ nê lo lắng nói phật tự và các thế gia của hàng bắc đạo nói thế nào chu phàm lại hỏi thế gia và phật tự hàng bắc đạo chính là một nhánh lực lượng quan trọng nhất thư viện các châu huyện khẳng định sẽ ủng hộ chu phàm nhưng mấu chốt là thái độ của thế gia và phật tự hàng bắc đạo thế gia thiên hạ do tiêu diệp vương cầm đầu phật tự hàng bắc đạo cơ hồ đều là phân tự của đại phật tự nhưng thế gia rất chú trọng lợi ích bọn họ ở hàng bắc đạo nếu hàng bắc đạo hoàn toàn thất thủ đối với thế gia của hàng bắc đạo mà nói đây tuyệt đối không phải chuyện tốt đồng dạng căn cơ của phật tự đều ở tín đồ nếu phật tự hàng bắc đạo không muốn giúp hàng bắc đạo chống đỡ tây lương tín đồ của hàng bắc đạo sẽ nhìn bọn họ thế nào phúc đáp của thế gia và phật tự hàng bắc đạo rất rõ ràng bọn họ đương nhiên sẽ hỗ trợ chống đỡ tây lương xâm nhập nhưng bọn họ không thừa nhận đại nhân còn là hàng bắt đạo chủ. Đỗ Nê nói bọn họ định tự tổ chức đội ngũ tiến vào Hắc Thủy Đô hộ phủ hỗ trợ. Sắc mặt Chu Phàm lạnh xuống, thế gia và Phật tự hàng Bắc đạo đúng là ý kiến hay, làm như vậy không cần lo lắng đắc tội với thượng cấp của bọn họ và có người nói bọn họ không chống đỡ Tây Lương xâm nhập, được lòng cả hai mặt. Nói với bọn họ, bọn họ muốn hỗ trợ chống đỡ Tây Lương quân, vậy phải phục tùng chỉ huy của đạo chủ phủ chu phạm sầm mặt nói nếu không phục tùng bảo bọn họ tới từ đâu thì về đó đi nhưng nếu là như vậy dạ lai thiên hương do dự nói tình huống bên hắc thủy đô hộ phủ ngược lại sẽ càng xấu hơn không phục tùng chỉ huy vậy chỉ là quân lính tản mạng có thể mang tới bao nhiêu tác dụng chu phạm lắc đầu nói nếu không nghe lệnh ta thà không cần bảo bọn họ chọn đi ta muốn xem bọn họ sẽ lựa chọn bảo hộ lợi ích của mình hay là nghe ba nhà tiêu diệt vương và đại phật tự nếu bọn họ lựa chọn bàn quan vậy chờ hắn đánh cho Tây Lương quân phải chạy về nước, sẽ lại thu thập bọn họ. Thái độ của Chu Phàm rất kiên định, bọn đổ nê không nói thêm nữa, chỉ là trên mặt đều lộ vẻ lo lắng. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta chưa chắc đã thua. Chu Phàm nghĩ một chút, nói ra kế hoạch của mình. Bọn đổ nê đều giật mình. Tây Lương hiện tại khẳng định cũng bạo phát hiện tượng quái quyệt, nếu là như vậy, 16 doanh Tây Lương chỉ tới một nửa, chúng ta cũng có khả năng sẽ thắng. Hậu thập tam kiếm cao hứng nói, cũng phải chuẩn bị tốt 16 doanh Tây Lương đều đến. Đỗ Nê nói có điều xuất hiện dấu hiệu đại kiếp, nếu bọn họ công lâu mà không được, khẳng định sẽ triệt binh. Bởi vì dấu hiệu đại kiếp, tình cảnh trước mắt của Đại Ngụy không tốt, Tây Lương cũng không tốt hơn là bao, cho nên trận chiến này hàng Bắc Đạo trên dưới đều có nhận thức chung, Tây Lương sẽ lựa chọn tốc chiến tốc thắng, bên hàng Bắc Đạo nếu không có trợ giúp của Kính Đô và đạo khác, muốn đánh thắng Tây Lương là chuyện không thể việc bọn họ cần phải làm là phòng thủ chống đỡ qua công kích mãnh liệt của tây lương hàng bắc đạo sớm đã chuẩn bị cho phương án vườn không nhà trống chu phàm thương lượng với bọn đỗ nê rất nhanh sau khi xác nhận chuyện không có vấn đề mới bảo bọn đỗ nê đi làm việc sau khi bọn đỗ nê rời đi chu phàm lại trở nên suy tư trận chiến này thật sự quá quan trọng đối với hắn nếu thua vậy hắn khẳng định sẽ mất đi quyền thống trị hàng bắc đạo kế hoạch bên áo công công cũng không thể thực hành được cho nên hắn không thể thua chuyện chu phàm trở về chỉ có mấy người bọn đỗ nê biết hắn bảo bọn đỗ nê ra mặt thay hắn đón ba huynh đệ tiểu bạch và tiểu muội về sau đó ở trong trạch viện của mình chuyên tâm tu luyện loại chiến tranh cỡ lớn này đừng nói hắn chưa từng thấy cho dù là bọn dạ lai thiên hương đỗ nê cũng chưa từng trải qua nhưng may mà đạo chủ phủ có tham mưu có kinh nghiệm phong phú và một số tướng lãnh từng trải qua chiến tranh chấp hành cụ thể thế nào đánh ra sao đều giao cho những người này đi làm bọn đổ nê phần lớn là phụ trách công tác hậu cần xác nhận chuẩn bị chiến đấu được tiến hành thuận lợi chu phàm lại từ đầu tới cuối không lộ diện các thế lực lớn nhỏ của hàng bắc đạo đều cho rằng đạo chủ đại nhân vẫn đang trên đường về hơn nửa đạo chủ đại nhân này còn là bị tân quân hạ chỉ phế bỏ nếu không phải hàng bắc đạo chủ phủ sớm đã bị chu phàm nắm giữ nói không chừng hàng bắc đạo chủ phủ hiện tại đã rối loạn rồi quái quyệt chung quanh hàng bắc đạo chỉ có thể tạm thời giao cho địa phương ứng đối bên hàng bắc đạo chủ phủ đang toàn lực chuẩn bị cho chiến tranh. Bầu không khí của hắc thủy đô hộ phủ giống như mây đen trên trời, ngưng kết không tan, không ai biết bão tuyết lúc nào sẽ hàng lâm. Thám tử của hắc thủy đô hộ phủ đã nhìn thấy quân doanh Tây Lương xuất hiện trên biên cảnh, tra xét ra có 6 quân doanh. 16 doanh của Tây Lương, 6 doanh có 60 vạn binh mã, trong đây đương nhiên không thể toàn là võ giả, nhưng số lượng như vậy cũng đủ cho bất kỳ thế lực nào đều phải cảm thấy tuyệt vọng quân doanh Tây Lương xuất hiện, nhưng lại không lập tức phát động công kích. Hắc thủy đô hộ phủ bố trí phòng tuyến phụ trận dài đằng đẳng trên biên cảnh, nhưng phòng tuyến này là được bố trí vội vàng, không hoàn mỹ, Tây Lương quân không phát động công kích, đối với Hắc thủy đô hộ phủ mà nói đã là chuyện rất tốt. Bọn họ đang đợi gì? Sau khi Chu Phàm biết tình huống, tìm bọn Đỗ nê hỏi. Có lẽ bọn họ đang đợi quân doanh khác tới, sau đó một phát đánh tan phòng tuyến của chúng ta. Đỗ Nê nói ra phân tích của các tham mưu. Dựa theo phân tích của các tham mưu, 16 doanh Tây Lương là phân tán ở các góc của Tây Lương quốc, tụ tập đại quân cũng cần thời gian. Đây là Tây Lương quân muốn đợi sau khi đủ người, dùng ưu thế nhân số để áp đảo hàng Bắc đạo, như vậy có thể tránh được xuất hiện hao tổn quá lớn. Cũng có thể là đang đợi La Chinh Thiên trở về. Hùng Phi Tú nói. Nhắc tới La Chinh Thiên, trong phòng nghị sự đều trở nên tĩnh lặng, Tây Lương đại tướng quân La Chinh Thiên thực lực rất yếu, nhưng là một thiên tài quân sự đại ngụy thậm chí không tìm ra một thiên tài quân sự nào có thể so sánh với la chinh thiên bọn họ không phải là chờ la chinh thiên chu phàm nói cho dù la chinh thiên không quay về cũng có thể thông qua ngọc phù truyền âm để chỉ huy xuất kích xuất kích vậy chỉ có thể là chờ nhiều quân doanh hơn tập kết dạ lai thiên hương thở dài nói tin tức thám tử của đại ngụy chúng ta ở tây lương truyền về có một số rơi vào trong tay thế gia kính đô chúng ta chỉ có thể có được một bộ phận hiện tại không biết tây lương rốt cuộc định đầu tư bao nhiêu quân doanh đánh trận chiến này tình huống hiện tại chỉ có thể để hắc thủy đô hộ phủ phòng bị cẩn thận chu phàm thương lượng với mọi người một chút về việc này sau đó lại hỏi ra được tung tích của la chinh thiên chưa hắn che giấu tin tức mình trở về chính là để đối phó bọn la chinh thiên nếu phải lựa chọn giết một người giữa la chinh thiên và thiên hạ đệ tam hắn sẽ không chút do dự lựa chọn giết la chinh thiên trong loại chiến tranh cỡ lớn này La Chinh Thiên mới là người của uy hiếp lớn nhất đối với hàng bắc đạo. Đỗ Nê lắc đầu, hàng bắc đạo Nghi Loan Ti hiện tại vẫn không tra được tung tích của bọn La Chinh Thiên, không ai biết bọn họ hiện tại đã tới nơi nào. Nháy mắt lại trôi qua 10 ngày, thời gian 10 ngày này, bầu không khí ở biên cảnh hắc thủy đô hộ phủ càng lúc càng khẩn trương. Tin tức tốt là nhóm trợ giúp đầu tiên của Nghi Loan Ti Ba Châu đã đến hắc thủy đô hộ phủ, dân số không tính là nhiều, chỉ có hơn một vạn người, nhưng tới đều là võ giả, đây xem như là tinh nhuệ dưới sự uy hiếp của đại tây lương quân nghi loan ti của ba châu cuối cùng cũng không dám trì hoãn trợ giúp từ bỏ thành kiến giữa các phái hệ về sau sẽ có nhiều võ giả quan phương hơn tới tham dự về phần thế gia và phật tự của hàng bắc đạo dưới thái độ cường ngạnh của hàng bắc đạo chủ phủ lựa chọn của bọn họ khác nhau có một bộ phận thế gia lựa chọn xuất binh trợ giúp về phần phân tử của đại phật tự ở hàng bắc đạo thì bảo trì trầm mặc chu phàm nhất nhất ghi nhớ những chuyện này các nơi hàng bắc đạo có càng lúc càng nhiều quái quyệt không biết xuất hiện hoặc quái quyệt biến thành cuồng bạo mà tập kích thôn thành trấn chiến hỏa sắp cháy lên ở hắc thủy đô hộ phủ cũng khiến bầu không khí của hàng bắc đạo biến thành ngưng trọng khẩn trương mọi người sinh hoạt ở hàng bắc đạo đều có thể dễ dàng ngửi được khí vị của khói lửa nổi lên bốn phía nhân số dàn co của hai bên tại biên cảnh đều đang gia tăng quân doanh tây lương đã tăng tới tám tây lương quân mỗi ngày đều sẽ phái ra mấy chục tới cả trăm tiểu đội võ giả ra khiêu khích để bảo trì sĩ khí hàng bắc quân cũng sẽ phái ra tiểu đội võ giả ứng chiến tiểu đội hai bên là có thắng có bại khi chu phàm đang yên lặng chú ý việc này cuối cùng cuối cùng cũng bước vào linh niệm cảnh trung kỳ có điều cũng vì vậy mà hắn đã tiêu sạch sâu xám lớn của mình ngay cả sâu xám lớn tiểu nha đầu cho hắn cũng tiêu mất chính thành mới mua đủ bách niệm hoàng đặc biệt hiện tại hắn vẫn nợ vạn quốc chi hoàng một trăm vạn con sâu xám lớn nếu không phải vạn quốc chi hoàng nguyện ý cho mượn sâu xám lớn sâu xám lớn của hắn khẳng định là còn lâu mới đủ. Trong lòng hắn cảm thấy bất đắc dĩ, hắn muốn đi trù liệu sâu xám lớn cũng không có thời gian, chỉ có thể chờ trận chiến này kết thúc rồi tính. Điều duy nhất đáng để an ủi là, hắn tiến vào linh niệm cảnh trung kỳ, thực lực lại có tiến bộ không nhỏ. Khi hắn củng cố cảnh giới, Đỗ Nê cũng phát tới một tin tức cho hắn. Chu Phàm cầm lấy tiêu tức phù nhìn một cái, sắc mặt hắn lập tức trở nên ngưng trọng rất nhanh chu phàm liền rời khỏi chỗ ở gặp mặt đỗ nê hiện tại ở hàng bắc đạo chủ phủ người thực sự khiến chu phàm tin tung tích cũng chỉ có đỗ nê và dạ lai thiên hương bọn hậu thập tam kiếm và hùng phi tú đều tới tiền tuyến hắc thủy đô hộ phủ làm chuẩn bị cho chiến đấu đỗ nê và dạ lai thiên hương ở lại hàng bắc đạo thành làm việc bởi vì thiếu rất nhiều người cho nên hai người đều rất bận rộn lần này dạ lai thiên hương không có thời gian tới đây những người hắn mang đến từ thi nam đạo này đều trưởng thành rất nhanh, cho dù sầu hầu cũng vậy, lúc trước cho rằng là đầu tư lỗ vốn, nhưng hiện tại xem ra là kiếm lời to. Hắn đang ở ngoài thành nhà, Chu Phàm hỏi. Ừ Đỗ Nê nói khi phát hiện ra hắn, ta đã sai người phong cấm các cửa thành. Đi, chúng ta đi xem thử. Chu Phàm nói. Hắn thi triển ảo thuật, làm ngụy trang, sau đó cùng Đỗ Nê tới tường thành ngoại thành. Ngoài trăm trượng dưới tường thành quả nhiên có một người đang đứng. Người này là Tây Lương cùng huyết tông chủ thiên hạ đệ tam. Không lâu vừa rồi, hắn xuất thủ giết một thương đội từ ngoại thành hàng Bắc đạo thành đi ra. Thương đội không có bất kỳ ai sống sót, trên mặt đất còn có thi thể đang nằm, máu tươi vẫn chưa đông. Sau khi giết thương đội xong, hắn lớn tiếng báo ra tính danh của mình. Tính danh này khiến một tiểu đội võ giả của tuần tra doanh vừa chạy ra ngoại thành liền nhanh chóng rút về vốn hắn có thể không báo tên họ để giết nhiều người hơn nhưng hắn vẫn báo ra tính danh của mình hắn không phải thương tiếc mạng người mà là bởi vì hắn là thiên hạ đệ tam hắn khinh thường làm việc nhỏ như vậy hắn muốn giết người sẽ giết một cách quan minh chính đại để người ta biết là thiên hạ đệ tam hắn giết võ giả quan sát trên tường thành đều lộ ra sắc mặt trầm trọng tuy có đại trận thủ hộ cho dù là thiên hạ đệ tam cũng không dám giết vào tê trong thành một cao thủ tây lương như vậy canh giữ ngoài thành đối với hàng bắc đạo thành mà nói tuyệt đối là một loại áp lực. Có cần phái người đi thăm dò hắn một chút không? Đỗ Nê nhìn ra ngoài thành nhẹ giọng hỏi. Hiện tại võ giả ở tường thành, đều không biết người bên cạnh Đỗ Nê chính là hàng bắt đạo chủ của bọn họ. Không cần thử, trừ thiên hạ đệ tam ra thì còn ai vào đây nữa, Chu Phàm cũng nhìn chầm chầm người dưới tường thành. Ta là nói thử thực lực của hắn. Đỗ Nê giải thích ngươi thật sự nắm chắc có thể thắng được sao, lúc trước Chu Phàm từng nói với bọn Đỗ Nê, lý do che giấu tung tích chính là thực lực của hắn có thể giết thiên hạ đệ tam nhưng hiện tại tất cả mọi người đều biết thiên hạ đệ tam là tu sĩ nguyên thần cảnh nguyên thần cảnh ở đại ngụy chính là đại nhân vật như đại tiên sinh thư viện đại phật tự thủ tọa chu phàm được coi là thiên tài tuyệt thế nhưng thời gian tu hành vẫn quá ngắn đỗ nê có chút lo lắng chu phàm chưa chắc đã là đối thủ của thiên hạ đệ tam cho dù không thắng được ta cũng sẽ không sao chu phàm có chút tiếc nuối nói đáng tiếc đáng tiếc La Chinh Thiên không xuất hiện. Hắn biết La Chinh Thiên khẳng định đang tiếp tục tới biên cảnh. Mà thiên hạ đệ tam biết quân doanh bên hàng Bắc Đạo khẳng định đã sớm có bố trí, đề phòng có tu sĩ đỉnh cấp của Tây Lương tập doanh. Cho nên hắn tới biên cảnh cũng không mang tới tác dụng lớn trước khi chiến tranh thực sự bắt đầu, còn không bằng quấy rối ở hậu phương của kẻ địch, vì vậy hàng Bắc Đạo thành liền thành mục tiêu hắn lựa chọn. Nếu hàng Bắc Đạo thành bị hắn giết cho chỉ có thể đóng thành không ra, vậy tác dụng của hắn đối với Tây Lương sẽ được thể hiện ra, đây cũng là một bố trí của La Chinh Thiên. Đỗ Nê thấy Chu Phàm nói như vậy, hắn gật đầu nói ta sẽ bảo võ giả trong thành chuẩn bị, tùy thời có thể trợ giúp ngươi. Không cần trợ giúp. Chu Phàm thi triển ngự phong thuật, từ trên tường thành bay xuống. Võ giả trên tường thành xôn xao, bọn họ không ngờ có người dám từ trên tường thành đi xuống, theo bọn họ, hàng bắc đạo thành căn bản không ai có thể đối thủ của thiên hạ đệ tam, cho dù hàng bắt đạo chủ ở đây cũng không thể khi chu phàm từ trên tường thành đi xuống hắn chỉ tâm niệm khẽ động giải trừ ảo thuật ngụy trang tu sĩ võ giả sử dụng khí cụ nhìn xa hoặc sử dụng nhãn thức đều ngây ra một thoáng bọn họ đều nhận ra chu phàm đạo chủ trở lại từ lúc nào đạo chủ muốn khiêu chiến thiên hạ đệ tam da đầu của bọn họ rung lên đạo chủ trở về lúc nào thì không biết nhưng hiện tại đi xuống đây không phải là chịu chết sao chu phàm hạ xuống đất Thiên hạ đệ tam nhìn hắn hơi nhướng mày, ta nhận ra ngươi, hàng bắc đạo chủ Chu Phàm, đạo chủ trẻ tuổi nhất của Đại Ngụy. Cho dù Thiên hạ đệ tam có cùng tới mấy, hắn cũng không thể ngay cả chân dung của một số đại nhân vật nổi danh của Đại Ngụy cũng chưa từng xem. Cho nên hắn lập tức nhận ra thiếu niên đầu trọc này chính là Chu Phàm. Chu Phàm cười nói chính là tại hạ, không biết La đại tướng quân đang ở đâu, hắn á, rất giảo hoạt, sao lại nói hành tung cho ta biết? Thiên hạ đệ tam lắc đầu nói ngươi có thể ở tuổi này lên làm hàng bắt đạo chủ, Tây Lương chúng ta gọi ngươi là thiên tài xuất sắc nhất của đại ngụy, đáng tiếc hôm nay lại phải chết non ở đây. Nếu ngươi để thêm 30 năm hoặc là chờ tiến vào nguyên thần cảnh mới đến khiêu chiến ta, vậy mới là thích hợp nhất, hiện tại ngươi tới quá sớm. Chu Phàm cười ha ha, tiếng cười của hắn phiêu đảng trong gió, giang sơn lớn có nhân tài xuất hiện, ngươi già rồi, thời đại cũng đang thay đổi, ngươi tự xưng là thiên hạ đệ tam, đã sớm thành chuyện cười thiên hạ đệ tam cũng cười thú vị thú vị ta trước giờ chưa từng thấy người dám cuồng vọng hơn ta để ta xem ngươi có bản sự gì mà có thể đào thoát trong tay ta vừa rồi ngươi nói ta chưa tiến vào nguyên thần cảnh nụ cười trên mặt chu phàm thu liễm hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết ta đã tiến vào nguyên thần cảnh hay chưa đôi mắt chu phàm trở nên ảm đạm ánh sáng màu vàng không ngừng từ thân thể hắn bay ra hóa thành một quan nhân màu vàng trên mặt thiên hạ đệ tam lộ ra vẻ kinh ngạc người này không ngờ còn trẻ tuổi như vậy đã tiến vào nguyên thần cảnh võ giả trên tường thành cũng đều khiếp sợ đạo chủ của bọn họ đã thành tu sĩ nguyên thần cảnh quan nhân màu vàng chu phàm biến thành hóa thành lưu quan màu vàng lao nhanh về phía thiên hạ đệ tam tốc độ nhanh tới giống như thời gian cơ hồ là ngừng lại lưu quan màu vàng từ quan nhân màu vàng biến thành nhanh tới tuyệt luân thiên hạ đệ tam nhanh chóng lui về phía sau đồng thời thân thể hắn cũng kéo ra lưu quan màu máu lưu quan màu vàng và lưu quan màu máu va chạm với nhau ầm một tiếng bảo năng lượng to lớn càng quét ra đại địa cũng bị nổ ra một cái hố to. Loạn lưu năng lượng va vào tường thành, trận pháp phòng ngự của tường thành lập tức bị kích hoạt. Lưu quang màu vàng và lưu quang màu máu giao chiến mãnh liệt khiếp người, tất cả chung quanh đều bị hủy diệt, chỉ độc có hai thể xác là không bị ảnh hưởng bồng bềnh trên không trung. Nếu muốn nhân lúc tu sĩ nguyên thần cảnh nguyên thần xuất khiếu mà đánh lén thể xác này, vậy loại suy nghĩ này là lộ ra rất ngây thơ nực cười. Bởi vì trước khi tu sĩ nguyên thần xuất khiếu, sẽ giữ lại thứ gì đó để bảo hộ nhục thân của bọn họ, đồng thời bọn họ có thể trong một ý niệm trở lại trong nhục thân, nếu không phải cùng là tu sĩ nguyên thần cảnh, đánh lén là không có ý nghĩa, nhưng nếu có hai tu sĩ nguyên thần cảnh đối phó một tu sĩ nguyên thần cảnh, việc gì phải đánh lén nữa, sắc mặt thiên hạ đệ tam đã rời khỏi nguyên thần càng lúc càng ngưng trọng, người thanh niên trước mắt này nguyên thần ngưng kết, vận dụng thuần thục đối. Với nguyên thần, quả thực không giống như tân thủ. Chu Phà mới bao nhiêu tuổi, chưa tới 18 tuổi, một tu sĩ nguyên thần chưa tới 18 tuổi, thiên hạ đệ tam đố kỵ tới muốn phát điên, hắn luôn tự cho mình là rất cao, nhưng hiện tại không thể không thừa nhận thiên phú của người này là cao hơn hắn rất nhiều. Càng là như vậy, sát tâm của hắn lại càng nặng, hắn muốn giết người này, không phải vì tây lương, mà là vì bản thân, một tu sĩ trẻ tuổi hơn hắn, thiên phú cao hơn hắn, hắn không chịu được sự thực này. Hắn điên cuồng hét lên, huyết quang của nguyên thần càng lúc càng đậm công pháp nguyên thần của cuồng huyết tông chính là càng điên cuồng thì lại càng mạnh hắn thi triển ra nguyên thần kỹ mà chỉ tu sĩ nguyên thần mới có nguyên thần của hắn đang biến hóa biến thành càng lúc càng lớn trong nháy mắt đã cao một trượng pháp bảo bản mệnh huyết long sạn bay ra thiên hạ đệ tam tay cầm huyết long sạn đánh tới nguyên thần của chu phàm ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết biến nhà nguyên thần màu vàng của chu phàm cười ha ha hắn cũng đang biến thành cao to biến thành cao tới ba trượng Nguyên thần màu máu chỉ cao bằng một phần ba nguyên thần màu vàng. Bàn tay nguyên thần màu vàng tùy ý vỗ ra, văn lộ trên bàn tay là có thể thấy được rõ ràng. Trên mặt Thiên Hạ đệ Tam lộ ra vẽ cả kinh, hắn gầm lên một tiếng, huyết long sạn hóa thành một con huyết long nên đón. ầm, uhm, hai người va chạm, quang hoa màu vàng và màu máu giống như gợn sóng khuếch tán ra. Đại trận thủ hộ của ngoại thành ở cách đó không xa cũng bị chấn cho rung lên. Thiên Hạ đệ Tam lại phát cuồng, chỉ là nguyên thần của hắn hoàn toàn bị áp chế nguyên thần của đối phương mạnh tới khiếp người không thể không thể thiên hạ đệ tam vô cùng tức giận đối phương sử dụng nguyên thần kỹ cường đại hơn hắn nguyên thần chi lực vẫn không ngừng sinh sôi mà hắn đã bắt đầu cảm thấy nguyên thần của mình suy kiệt tu sĩ nguyên thần có thể nguyên thần rời thể mà ra nhưng không thể rời khỏi thể xác nhục thân trong thời gian dài có gì không thể không phải ngươi đã nhìn thấy rồi à thanh âm của nguyên thần màu vàng chậm rãi khuếch tán trong không trung ngươi ngay cả ta cũng không thắng được còn dám tự xưng thiên hạ đệ tam sao trên người nguyên thần màu vàng bắt đầu vươn ra vô số cánh tay màu vàng giống như thiên thủ phật của phật gia xuất du cảnh ngươi đã tiến vào xuất du cảnh trên mặt thiên hạ đệ tam lộ ra vẻ cả kinh nguyên thần chi lực cường đại như vậy trừ xuất du cảnh ra thì hắn không nghĩ ra được khả năng thứ hai nguyên thần màu vàng mỉm cười hơn ngàn bàn tay màu vàng xuống vẻ mặt thiên hạ đệ tam hoang mang nguyên thần của hắn bay ngược về phía sau chuyện vào trong thể xác của mình sau đó mau thoát khỏi kẻ địch đáng sợ này. Chỉ là bàn tay màu vàng tầng tầng lớp lớp, mang theo lực lượng giam cầm, khiến cho tốc độ nguyên thần của hắn biến thành chậm lại mấy chục lần. Thiên hạ đệ tam tận lực tránh né bàn tay màu vàng này. Mỗi một bàn tay màu vàng đều lưu lại trưởng ấn rất sâu trên đại địa. Bàn tay màu vàng không ngừng bộc phát ra nguyên thần chi lực cường đại. Thiên hạ đệ tam phát ra tiếng hét cực kỳ sợ hãi. Sau khi hắn thành tựu nguyên thần, chưa từng gặp phải đối thủ đáng sợ như vậy hắn thầm nghĩ sợ là chỉ có thánh nhân thư viện và đại phật tự lão thủ tọa mới có thể thắng được chu phàm này hắn cảm thấy mình không ngừng rơi xuống trong bóng đêm nguyên thần màu vàng to lớn đó biến mất thiên thủ phật trưởng cũng tiêu tán cho đến khi tất cả tiêu tán thiên hạ đệ tam kinh ngạc nhìn chu phàm trước mắt chung quanh đã biến thành một cái hố sâu hắn và chu phàm đều đang bồng bềnh hắn chưa chết chỉ là chân nguyên và hồn lực của thân thể đều sắp tiêu hao hết chỉ còn một chút chân nguyên hồn lực chống đỡ hắn bồng bềnh hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ vừa rồi hắn lâm vào trong ảo tượng đáng sợ hố sâu này là hắn làm ra mà nguyên thần của hắn không ngờ không nhìn thấu ảo tượng này chu phàm rút tinh sương đao bình tĩnh nhìn thiên hạ đệ tam vương chi ngụy tưởng của hắn chính là theo cảnh giới đề thăng mà không ngừng đề thăng trong nháy mắt hắn hạ xuống đất vương chi ngụy tưởng đã lặng lẽ triển khai Thiên hạ đệ tam là nguyên thần cảnh, nếu không sử dụng vương chi ngụy tưởng, muốn thắng cũng không dễ dàng như vậy. Dù là như vậy, hắn còn sử dụng tâm chi pháp tắc và long thần ngữ, mới tránh công kích nguyên thần của thiên hạ đệ tam đã lâm vào trong ảo tượng. Dẫu sao cảnh giới của thiên hạ đệ tam cũng cao hơn hắn, không thể kéo vào trong ảo tượng tốc độ sâu hơn, nếu không thiên hạ đệ tam cũng chỉ có thể đứng đó cho hắn giết. Tường thành yên tĩnh, dưới nguyên thần của thiên hạ đệ tam toàn lực thi triển, hiện tại chiến đấu kết thúc, bọn họ mới nhìn rõ, nhưng bọn họ cũng không rõ đã phát sinh chuyện gì. Sắc mặt thiên hạ đệ tam trở nên sắc mặt thiên hạ đệ tam tái nhợt, ngươi chữ ngươi vừa ra khỏi miệng, đao của Chu Phàm đã xuống. Tinh sương đao được rót vào chân nguyên cường đại bổ xuống đầu thiên hạ đệ tam. Hắn không muốn cho thiên hạ đệ tam bất kỳ cơ hội nào, dẫu sao hắn cũng không biết thiên hạ đệ tam có nắm giữ bí thuật nhanh chóng khôi phục chân nguyên không. Chỉ có người chết mới không có uy hiếp. Đầu của thiên hạ đệ tam rơi xuống đất, nhưng đầu và thân thể hắn tỏa ra huyết quang huyết quang hội tụ thành đoàn bỏ chạy tu sĩ nguyên thần cho dù là nhục thân bị hủy cũng có thể nguyên thần xuất khiếu sống sót một đoạn thời gian nói không chừng có thể tìm được một tuyến sinh cơ chu phàm vẫn bảo trì sắc mặt bình tĩnh linh niệm từ vô số niệm đầu hội tụ lại vây quanh huyết quang nguyên thần nguyên thần mạnh hơn linh niệm của tu sĩ linh niệm cảnh chỉ là nguyên thần này không có thể xác vốn đã yếu lại bởi vì lúc trước không ngừng sử dụng nguyên thần chi lực mà yếu đi rất nhiều linh niệm của chu phàm giảo sát huyết quang đó thành vô số đoàn huyết quang phát ra tiếng hét thảm cuối cùng tản ra thành vô số quan lạp rồi triệt để tiêu tán thiên hạ đệ tam như vậy mới xem như chân chính chết đi cũng chỉ có tu sĩ linh niệm cảnh mới có thể giết chết tu sĩ nguyên thần triệt để như vậy đỗ nê và dạ lai thiên hương tới về sau quan vọng trên tường thành đều trợn mắt thiên hạ đệ tam cứ vậy bị chu phàm giết chết chiến đấu với bọn họ là rất kịch liệt nhưng bạn học trước kia lại giết chết tu sĩ cường đại mà bọn họ chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn sao có thể không khiến bọn họ cảm thấy giật mình các tu sĩ võ giả trên tường thành cũng vậy yên lặng một lúc mới có tiếng hoang hô bột phát ra thiên hạ đệ tam không biết có ai hô lên sau đó càng nhiều người hơn hô theo thanh âm hội tụ cùng một chỗ bột phát ra sóng âm to lớn ở trong mắt những người này, đạo chủ của bọn họ mới là thiên hạ đệ tam danh chính ngôn thuận. Trong tiếng hô thiên hạ đệ tam, Đỗ Nê và Dạ Lai Thiên Hương đều cố bình phục lại tâm cảnh tới dậy sóng. Tâm tình của bọn họ đều rất phức tạp, nhớ ngày đó khi bọn họ gặp Chu Phàm ở cao tượng thư viện, cảnh giới tu vi không cách biệt nhiều, mà chỉ mới qua bao lâu, bọn họ đều thuận lợi tiến vào đạo cảnh, trở thành tu sĩ, trong bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối là một chuyện đáng để kiêu ngạo, nhưng so sánh với Chu Phàm, bọn họ bất kể là như thế nào cũng không kiêu ngạo nổi chênh lệch giống như lạch trời hắn đúng là một quái thai đỗ nê thở dài một tiếng đối mặt với người như vậy trong lòng hắn không gơi dậy được một chút lòng tranh cường đấu thắng nào dạ lai thiên hương cũng khẽ gật đầu tán thành cách nói của đỗ nê tiếng cảnh như vậy đã không thể dùng từ thiên tài để hình dung chỉ có dùng những từ ngữ như quái thai yêu nghiệt mới có thể hình dung hắn được nàng lại thầm nghĩ nếu không phải ta thích lý tỷ tỷ ta có thể sẽ thích hắn chu phàm cất đao vào vỏ thi triển ngự phong thuật bay lên tường thành hắn mặt mày tươi cười la chinh thiên đã tặng hắn một phần đại lễ hắn để lộ mặt thật để nhiều người trong thành nhìn thấy hắn giết chết thiên hạ đệ tam chính bởi vì hàng bắc đạo hiện tại sĩ khí đang xuống thấp rất cần một hồi thắng lợi như vậy để đề thăng sĩ khí có một đạo chủ có thể kích sát tu sĩ nguyên thần như hắn tọa trấn đủ để đề thăng sĩ khí rồi dưới sự cố ý tuyên dương của hàng bắc đạo chủ phủ tin tức chu phàm kích sát thiên hạ đệ tam giống như bay truyền bá ra truyền tới biên cảnh quân doanh hàng bắc đều phát ra từng đợt tiếng hoang hô ngày đó quân doanh hàng bắc có mấy trăm tiểu đội võ giả đi khiêu khích tây lương quân tây lương quân hung hãn ứng chiến nhưng dù là như vậy ngày này tây lương quân cũng thua nhiều thắng ít một đội ngũ vẫn chưa tới biên cảnh đang ngừng lại ngoài hoang dã người thanh niên mặc áo trắng sau khi nhận được tin tức một mực tĩnh tọa bất động các thuộc hạ thân thủ cường hãn cũng không dám lên tiếng quấy rầy đại tướng quân suy tư. Người thanh niên áo trắng ánh mắt lạnh lùng, hắn cười khẽ chờ quân doanh đến đông đủ, bảo bọn họ phát động công kích. Vâng. Thuộc hạ ôm quyền đáp, lập tức truyền ra mệnh lệnh. Đại tướng quân chú trọng quân quy nhất, không có bất kỳ quân doanh nào dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, chỉ cần hắn tuyên bố mệnh lệnh, vậy tất cả quân doanh đều sẽ chấp hành một cách cẩn thận tỉ mỉ. Từng có một doanh tướng quân cố ý kéo dài, không chấp hành quân lệnh, bị đại tướng quân triệu tập đại quân ba doanh, giết chết. Mà doanh tướng quân này còn là xuất thân hoàng thất Tây Lương, cuối cùng Tây Lương hoàng đế còn vì thế mà chuyên môn xin lỗi đại tướng quân, từ đó về sau, không còn ai dám cãi mệnh lệnh của đại tướng quân nữa. Thậm chí có người nói đại tướng quân muốn 16 doanh tấn công hoàng đô Tây Lương, 16 doanh cũng sẽ không chút do dự chấp hành mệnh lệnh. Sau khi La Chinh Thiên tuyên bố mệnh lệnh, không bởi vì nhận được tin tức hàng bắt đạo chủ chu phàm giết chết thiên hạ đệ tam mà vội vã lên đường. Hắn vẫn bảo các thuộc hạ ở lại tại chỗ nghỉ ngơi. Chuyện không muốn phát sinh cũng đã phát sinh rồi, vội vã cũng có tác dụng gì, hành quân đánh giặc kiên kỵ nhất là nóng vội bột chột. Thiên hạ đệ tam chết, chu phàm tiến vào nguyên thần cảnh, vậy thì sao, thiên hạ đệ tam chết, đối với Tây Lương mà nói, tổn thất một tu sĩ đỉnh cấp, nhưng đối với chiến cuộc này lại không có ảnh hưởng lớn một tu sĩ nguyên thần cảnh vẫn chưa thể ảnh hưởng tới chiến tranh cỡ lớn như vậy chiến thuật muốn dưới sự bảo vệ của quân chém đầu tướng địch lại càng không thể thực sự dám đến dùng chiến thuật biển người tiêu hao chết hắn toàn bộ đại ngụy đối với la chinh thiên mà nói thực sự có thể ảnh hưởng hướng đi của chiến cuộc chỉ có tấm gương đó tây lương và đông việt đều vì vậy mà không dám đặt chân vào đại ngụy một bước mỗi lần chiến tranh đều chỉ có thể chịu đòn chỉ là tấm gương đó đã không thể dùng nữa hắn việc gì phải sợ ai trên trời cao rộng lớn có hùng ưng dương cánh bay lượn trên mặt hắn lộ ra nụ cười thản nhiên các thuộc hạ đều cảm thấy tim đập mạnh đại ngụy có lẽ biết sự tồn tại của đại tướng quân biết sự lợi hại của đại tướng quân nhưng lại không biết hắn đáng sợ tới mức nào đại tướng quân từ nhỏ đã lớn lên trong quân doanh bởi vì tư chất tu hành không được chỉ có thể khổ tâm nghiên cứu binh pháp lại thêm tây lương lạnh khủng khiếp thỉnh thoảng có người sẽ khởi nghĩa làm loạn đại tướng quân từ nhỏ đã tòng quân tham dự các loại chiến tranh chiến tranh lớn nhỏ chậm rãi khiến cho đại tướng quân trở nên trưởng thành tây lương hoàng đế từng nói đại tướng quân là người quan trọng nhất tây lương tu sĩ đỉnh cấp của tây lương có thể chết thiên tử hắn cũng có thể chết nhưng đại tướng quân thì không được bởi vì có đại tướng quân quân lực tây lương mới có thể phát triển không ngừng bởi vì có đại tướng quân nếu đại ngụy dám xâm nhập tây lương cũng sẽ bị đánh trở về từ sau khi đại tướng quân chân chính bắt đầu xuất lĩnh quân đội, chưa từng thua một trận nào. Chiến tranh là chuyện không thú vị nhất, cũng là chuyện thú vị nhất. La Chinh Thiên không nhìn hùng ưng trên trời nữa, cúi đầu nhẹ giọng lẩm bẩm. Hàng Bắc đạo chủ phủ đang đoán hắn sẽ đánh trận chiến này thế nào, nhưng kỳ thật đáp án rất đơn giản. Kết quả của trận chiến này đã được định trước từ lúc ban đầu. Cho nên chiến tranh mới là chuyện không thú vị nhất, không chỉ là trận chiến này, tất cả chiến tranh đều như vậy, kết cục đều được định trước chiến tranh là chuyện thú vị nhất là vì hắn rất hưởng thụ loại quá trình theo đuổi thắng lợi này kính đô bởi vì đã không còn đại trận thủ hộ chuyện quái quyệt tập kích liên tiếp phát sinh mọi người của kính đô mỗi ngày đều sống trong sợ hãi mà quái quyệt tập kích cũng được tách ra xử lý khu vực nghi loan ti tổng phủ và thư viện thì bọn họ xử lý khu vực thế gia và đại phật tự thì chính là thế gia đại phật tự xử lý nhưng cho dù xử lý đúng lúc mỗi ngày đều sẽ có không ít người bởi vì quái quyệt lẻn vào trong thành mà bị giết. Nếu là trước kia, kính đô cũng sẽ phát sinh sự kiện quái quyệt giết người, nhưng so sánh với số lượng hiện tại, quả thực là không đáng nhắc tới. Thương nghiệp cũng bắt đầu khó khăn, có không ít thương đội đều không dám tiến vào kính đô nữa, sợ lại giống như đêm đó bị cuốn vào trong chiến tranh. Thương nghiệp khó khăn, khiến cho giá cả kính đô tăng cao, sinh hoạt của bách tính kính đô càng lúc càng gian nan thành thị vốn phồn hoa đang suy yếu với tốc độ khó có thể tưởng tượng, trên đường phố trước kia luôn sạch sẽ đã chất đống rác rưởi, rác rưởi phát ra mùi hôi, rùi nhặn bay quanh. Người trên phố cũng càng lúc càng ít. Một bộ phận thế gia thương nhân có năng lực đều rời khỏi kính đô hoặc cân nhắc rời khỏi kính đô. Chỉ là các nơi đại ngụy đều bạo phát hiện tượng quái quyệt, dường như đi đâu cũng không an toàn. Cho dù là thế gia thương giả cũng không thể không cân nhắc tới vấn đề thực tế này, ngày tháng biến thành càng lúc càng gian nan hiện tại kính đô duy trì cân bằng nhưng tất cả thế lực đều biết loại cân bằng này chung quy rồi sẽ bị phá chỉ là không biết bị phá lúc nào ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng mà thôi tin tức chu phàm giết thiên hạ đệ tam không mất thời gian nữa nén hương đã truyền tới kính đô truyền vào trong tai thủ lĩnh của các phương thế lực chu phàm này đông môn suy địch đang uống trà nghe được tin tức này cả người đều nhảy lên thể trọng khổng lồ hạ xuống đất khiến cho mặt đất cũng rung lên ba lần tin tức đã được xác nhận chưa Đông môn suy địch nhìn thủ hạ của mình, hỏi. Thiên chân vạn sát, chính là ở dưới tường thành của hàng Bắc đạo, rất nhiều người đều nhìn thấy. Thủ hạ nói thiên hạ đệ tam thật sự chết trong tay chu phàm. Ôi trời ơi! Đông môn suy địch trố mắt liếu lưỡi, chu phàm này đúng là biến thái, sao hắn có thể làm được, có điều rất nhanh hắn lại cười ha hả, thế gia tam tướng phải đau đầu rồi. Ngươi và thiên hạ đệ tam cùng ra tay đối phó Nga công công, thực lực của hắn thế nào, sắc mặt Diệp Cao Sơn ngưng trọng hỏi tiêu hội. Tiêu hội nghiêm trang nói không chênh lệch với ta nhiều lắm, hắn là loại tu sĩ cuồng vọng tràn ngập tính công kích, cũng bởi vì vậy, cho dù hắn chỉ có nguyên thần cảnh trung kỳ, nhưng trong những tu sĩ nguyên thần chúng ta, thực lực cũng xem như là tồn tại trung thượng. Nói cách khác Chu Phàm đã sớm tiến vào nguyên thần cảnh. Sắc mặt vương đạo tự âm trầm chẳng trách có thể giết chết ba tu sĩ linh niệm cảnh của chúng ta, đêm đó nếu không có một tiền bối, chỉ sợ chúng ta phải thua rồi vậy cảnh giới của chu phàm chắc là đã tiến vào nguyên thần cảnh tiêu hội hít một hơi lạnh đại ngụy từ trước tới nay đã từng xuất hiện nguyên thần cảnh trẻ tuổi như vậy chưa hắn liệu có phải cũng tu luyện thiên bất tàng địa bất khuyết đại hồng nguyện công không theo tiêu hội cũng chỉ có thiên bất tàng địa bất khuyết đại hồng nguyện công mới có thể có tiến cảnh nhanh như vậy cho dù là tu sĩ đồng dạng có thể tu luyện thiên bất tàng địa bất khuyết đại hồng nguyện công cũng sẽ bởi vì chí nguyện to lớn đã lập và tư chất tu hành khác nhau tốc độ của tiến cảnh cũng sẽ có khác biệt rất lớn cho nên tiêu hội cảm thấy chuyện hắn không làm được, chu phàm chưa chắc đã không làm được. Chưa chắc đã vậy. Diệp Cao Sơn lên tiếng còn có một khả năng. Tiêu hội và vương đạo tử nhìn về phía Diệp Cao Sơn. Đó chính là tuổi của hắn có vấn đề. Diệp Cao Sơn nói từ tư liệu chúng ta có được cho thấy, hắn xuất thân từ một thôn nhỏ, nhưng chúng ta đều biết hắn là dư nghiệt chu gia, cách nói hắn xuất thân thôn nhỏ lại không thể tin được, tuổi của hắn cũng có thể là giả hắn nhìn thì tuổi tác không lớn nhưng nói không chừng là một lão quái vật hai ba trăm tuổi tiêu hội và vương đạo tử ngơ ngác nhìn nhau trong lòng bọn họ không thể không thừa nhận cách nói này của dịp cao sơn là rất có khả năng bất kể tuổi của hắn là bao nhiêu nhưng hắn thủy chung là nguyên thần cảnh vương đạo tử nói đây mới là mấu chốt của vấn đề thực lực của tu sĩ nguyên thần cảnh quá đáng sợ cừu hận của chu phàm và ba nhà bọn họ quá sâu đối với bọn họ mà nói đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bên một tiền bối đáp ứng chưa?" Tiêu Hội nói. "Chưa." Diệp Cao Sơn ho khan, khẩu vị của đối phương lớn tới khiếp người, nhưng sau khi phát hiện Chu Phàm là tu sĩ nguyên thần cảnh, bọn họ lại càng cần tu sĩ như một cầu kiếm ta sẽ tăng giá. Như vậy là tốt nhất. Tiêu Hội cắn răng nói hơn nữa phải nhanh lên mới được, ta sợ Chu Phàm sẽ từ bỏ hàng bắt đạo tới tìm chúng ta. Nếu Chu Phàm từ bỏ hàng bắt đạo không để ý lại đến kính đô, liên thủ với đại tiên sinh thư viện phát động cường công, bọn họ chưa chắc đã có thể đánh thắng trận chiến này giống như lần trước. Cho dù bên thư viện có thể thắng, cũng sẽ nguyên khí đại thương, nhưng nếu thư viện hạ quyết tâm, loại chuyện này không phải không có khả năng phát sinh. Nếu không phải thật sự đến lúc không có biện pháp, Chu Phàm sẽ không từ bỏ hàng bắt đạo. Vương đạo tử bình tĩnh phán đoán có điều quả thật là cần thiết dự phòng loại chuyện này phát sinh ba người rất nhanh liền hạ quyết tâm phải mau chóng mời một tiền bối lại thiên hạ đệ tam chết tây lương quân lại không mất đi bình tĩnh tùy tiện phát động công kích điều này khiến hàng bắc đạo chủ phủ có chút thất vọng vốn bọn họ cho rằng tây lương quân sẽ lập tức phát động công kích cũng vì vậy mà làm tốt chuẩn bị xem ra tây lương quân chưa chuẩn bị sẵn sàng là sẽ không phát động công kích mà bên thương đông đạo đã bị đông việt xâm nhập chiến hỏa đã cháy lên ở thương đông đạo Hàng Bắc Đạo và Thương Đông Đạo tiếp giáp nhau, nhưng bản thân Hàng Bắc Đạo khó bảo toàn, đương nhiên không thể xuất binh giúp Thương Đông Đạo. Mưu đồ của Tây Lương và Đông Việt là cả thiên hạ đều biết, đòi công đạo của một quốc gia, sau đó lại hợp tác với nhau, kết nối hai đạo Hàng Bắc, Thương Đông lại, hiệp trợ phòng ngự, không cho đại ngụy có cơ hội đoạt lại hai đạo này. Chu Phạm không vội vã tiến đến tiền tuyến của Hắc Thủy Đô Hộ Phủ, hắn ở lại Hàng Bắc Đạo Chủ Phủ bởi vì hiện tại hắn đã có thể lợi dụng xuyên qua gian vực muốn đến biên cảnh chỉ là chuyện trong nháy mắt hắn cố ý lộ diện ở bên ngoài khiến người ta cho rằng hắn sẽ không đến biên cảnh chỉ muốn tọa trấn hàng bắc đạo chủ phủ như vậy khi hắn trong nháy mắt tới biên cảnh có thể mang tới tác dụng xuất kỳ bất ý thiên hạ đệ tam tới hơi muộn tất cả mọi người trong thiên hạ đều cho rằng hắn đang trên đường trở về không ngờ hắn đã sớm về tới hàng bắc đạo chủ phủ các tham mưu của đạo chủ phủ đều đưa ra luận tây lương sẽ không chờ quá lâu, chờ bọn họ chuẩn bị xong sẽ vương móng vuốt sắc bén, ý đồ xé rách phòng tuyến mà đại ngụy bố trí. ngược lại là trứ thâm thâm cuối cùng cũng đến hàng bắc đạo, nhưng không tới hàng bắc đạo thành gặp chu phàm, trực tiếp tới biên cảnh. chu phàm chỉ cười khẽ một tiếng, hắn biết trứ thâm thâm coi hắn là đối thủ lớn nhất, hiện tại mình vừa đánh bại nguyên thần cảnh, trứ thâm thâm khẳng định sẽ cảm thấy áp lực. trong bầu không khí khẩn trương trước cuộc chiến. Lý Cửu Nguyệt lại thông qua ngọc phù truyền âm liên hệ với Chu Phàm. "Chu huynh, ta đến Hàng Bắc Đạo Thành rồi." Tiếng cười to của Lý Cửu Nguyệt từ trong ngọc phù truyền âm truyền ra. "Ngươi tới đạo thành làm gì?" Chu Phàm ngây ra một thoáng hỏi. Lúc trước Lý Cửu Nguyệt không nói hắn muốn tới Hàng Bắc Đạo Thành. "Chu huynh quên nhà ta là làm gì rồi à?" Lý Cửu Nguyệt cười nói, "Nhà ta là làm kinh thương, hiện tại Hàng Bắc Đạo đang ở vào thời kỳ chiến tranh." Vậy hoàng kim khắp nơi đang chờ ta dùng bao tải để nhặt. Đương nhiên tiền đề là Chu huynh đừng thua trận chiến này, nếu không sẽ không phải là hoàng kim khắp nơi mà là nhặt rác về, đến lúc đó ta sẽ lỗ vốn. Chu phàm nói ngươi cũng có lòng tin với ta nhỉ, chỉ là ta lại không có lòng tin mình có thể thắng được trận chiến này. Chu huynh, ta không tin ngươi thì tin ai? Lý Cửu Nguyệt cười ha ha nói nếu thua, cùng lắm là chúng ta cùng thua, nếu Chu huynh có thời gian ngươi tới đó ta đã chuẩn bị yến hội, chúng ta thương lượng một chút chuyện hợp tác thế nào, ngươi thấy sao, Chu Huynh yên tâm, Nguyệt Nha thương hào trợ giúp hàng Bắc đạo, là hy vọng sau khi đánh thắng trận này sẽ có được hồi báo phong phú, hiện tại là không kiếm được tiền. Chu Phàm có chút do dự, hắn cũng hiểu hảo ý của Lý Cửu Nguyệt, Nguyệt Nha Thương Hào xem như là thương hào đỉnh cấp của đại ngụy, tài lực hùng hậu, mà bản chất của chiến tranh chính là đốt tiền. Đoạn trù bị chiến tranh này, không chỉ sẽ phải ném vào tất cả của cải của hàng bắc đạo chủ phủ một số thế gia ủng hộ đạo chủ phủ và chu phàm đều ứng ra không ít tiền tài hàng bắc đạo chủ phủ cũng thử vay tiền mượn vật của những thương hào đó nhưng những thương hào này không đánh giá cao hàng bắc đạo chủ phủ có thể thắng được chiến tranh đánh cho tây lương quân phải trở về thương nhân trọng lợi không có bao nhiêu thương hào nguyện ý cho hàng bắc đạo chủ phủ mượn tiền hiện tại nguyệt nha thương hào nói muốn toàn lực ủng hộ hàng bắc đạo đánh thắng trận chiến này đối với hàng bắc đạo mà nói đó chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hắn do dự không phải muốn cự tuyệt hảo ý của lý cửu nguyệt mà là lần trước sau khi nói chuyện với lý trùng nương hắn đã đáp ứng lý trùng nương không gặp mặt nhau nữa chu huynh trùng nương không đến người đáp ứng không gặp trùng nương chứ có nói ngay cả ta cũng không gặp đâu lý cửu nguyệt cười nói được chu phàm đáp ứng trùng nương không có mặt không tính là hắn vi phạm lời hứa Lý Cửu Nguyệt đưa địa chỉ cho Chu Phàm, hai người ước định lát nữa sẽ gặp mặt, hắn cắt trò chuyện. Chu Phàm thu hồi ngọc phù truyền âm, trên mặt hắn lộ ra vẻ suy tư, cảm giác Lý Cửu Nguyệt dường như muốn nói không chỉ là chuyện hợp tác. Hắn không nghĩ nhiều, Lý Cửu Nguyệt sẽ không hại hắn, chờ khi gặp rồi sẽ biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Ở hàng Bắc Đạo chủ phủ khẳng định có thám tử Tây Lương đang nhìn chằm chằm nơi này, Chu Phàm muốn đi gặp Lý Cửu Nguyệt, lần này hắn không qua Minh Chính Đại ra ngoài, mà là sau khi nói một tiếng với Đỗ Nê, Dạ Lai Thiên Hương, thi triển ảo thuật, ngụy trang thành một võ giả trong phủ, rời khỏi hàng Bắc Đạo chủ phủ. Ra khỏi phủ, đường phố nội thành bình thường luôn rộn ràng nhốn nháo đã biến thành vắng vẻ hơn rất nhiều. Cho dù chiến hỏa chưa cháy tới hàng Bắc Đạo thành, nhưng chiến tranh vẫn khó tránh khỏi ảnh hưởng tới nơi này, bách nghiệp tiêu điều. Loại chuyện này tạm thời không có cách nào giải quyết, chỉ có sau khi chờ chiến tranh kết thúc mới có thể chậm rãi khôi phục lại chỉ là cho dù chiến tranh kết thúc, dấu hiệu đại kiếp đã xuất hiện, đại kiếp ngàn năm một lần, người có thể sống sót không đủ một thành, hơn nữa đây còn là vì nguyên nhân đại ngụy thiên tử sử dụng thông thiên kính hỗ trợ, nhưng hiện tại thông thiên kính bị phong cấm, tiền đồ của đại ngụy rất khó đoán. Chu Phàm cân nhắc việc này, rất nhanh hắn đi tới một trang viên ưu tỉnh ở nội thành. Sản nghiệp mà Nguyệt Nha Thương Hào có thật sự quá nhiều, trang viên này thuộc về Nguyệt Nha Thương Hào, hắn không cảm thấy kỳ quái. Ngoài cửa trang viên có hai tôi tớ canh giữ, Chu Phàm đi lên nói mình muốn tìm Lý Cửu Nguyệt. "Đại nhân, mau mời vào." Hai tôi tớ đó vội vàng mở cửa, để Chu Phàm đi vào. Chủ nhân Trang Viên sớm đã có phân phó, người biết tên của Lý Cửu Nguyệt chính là khách nhân Trang Viên. Chu Phàm đi theo một tôi tớ, tìm được Lý Cửu Nguyệt trong một tiểu viện. Trong tiểu viện là hoa hè đủ màu, tiệc rượu đã dọn xong. Sau khi tôi tớ lui xuống, Lý Cửu Nguyệt cười cười chắp tay Chu huynh chúc mừng ngươi trở thành thiên hạ đệ tam, đáng tiếc ta tới muộn một chút, không nhìn thấy phong thái đã bại cùng huyết tông chủ của Chu Huynh. Sau khi Chu Phàm và Lý Cửu Nguyệt cùng nhau ngồi xuống, tức giận nói thiên hạ đệ tam gì, ta không đến mức không biết trời cao đất rộng như cùng huyết tông chủ đó đâu. Cho dù là ở đại ngụy, trừ thánh nhân thư viện và lão thủ tọa ra, tu sĩ nguyên thần còn lại cũng không phải dễ đối phó, như đại tiên sinh thư viện, tông chủ kiếm tông, trước khi hắn chưa tiến vào nguyên thần cảnh, cũng không nắm chắc thắng được, càng đừng nói còn có Nga công công thực lực rất mạnh. Cùng huyết tông chủ thiên hạ đệ tam vốn chính là một chuyện cười cuồng vọng. Lý Cửu Nguyệt cầm lấy bầu rượu rót cho Chu Phàm, mặt mày tươi cười nói cho dù không phải thiên hạ đệ tam, ở đại nguy cũng là cao thủ ít ỏi có thể đếm được, trong thế hệ trẻ tuổi, có bao nhiêu người là đối thủ của Chu Huynh. Chu Phàm cầm lấy chén rượu uống ngụm rượu ngươi tìm ta đến chỉ muốn bàn chuyện ủng hộ hàng Bắc đạo à, vì sao Chu Huynh lại nói như vậy, Lý Cửu Nguyệt cũng uống một chén rượu, con mắt đen xì của hắn mang theo nụ cười ta cảm thấy không thể chỉ là như vậy. Chu Phạm nói con người ngươi rất nhiều trò gian xảo, nếu chỉ muốn bàn chuyện hợp tác, có thể để quản sự của Nguyệt Nha Thương Hào đến đạo chủ phủ hiệp bàn là được rồi, ta sẽ bảo đạo chủ phủ tận lực hồi báo nhiều cho Nguyệt Nha Thương Hào. Vào lúc thế này cho dù là Thương Hào bình thường muốn ủng hộ hàng bắt đạo chủ phủ, hắn cũng sẽ hậu báo sau khi đánh thắng, càng đừng nói quan hệ cá nhân của hắn và Lý Cửu Nguyệt rất tốt, đương nhiên sẽ không bạc đãi Nguyệt Nha Thương Hào. Chuyện hợp tác, ta đương nhiên không lo lắng. Lý Cửu Nguyệt nói vẫn là Chu Huynh hiểu ta, hôm nay là có chuyện khác muốn nói với Chu Huynh. Chuyện tốt hay là chuyện xấu, Chu Phàm dùng đũa gấp thức ăn. Không biết. Lý Cửu Nguyệt gãi gãi đầu, Chu Huynh còn nhớ trước kia ngươi nói giữa bằng hữu có bí mật của mình, đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì, cũng có thể thông cảm cho nhau không? Chu Phàm hơi gật đầu, hắn là từng nói những lời tương tự, hắn biết Lý Cửu Nguyệt có bí mật của mình, nhưng đồng dạng hắn cũng có bí mật của mình, Hắn nói hắn không đi tìm hiểu bí mật của Lý Cửu Nguyệt. Hôm nay ta định nói bí mật giấu trong lòng mình với Chu huynh." Vẻ mặt Lý Cửu Nguyệt trịnh trọng nói. "Đợi đã." Chu Phàm phất tay ngăn Lý Cửu Nguyệt nói tiếp, "Vì sao ngươi đột nhiên muốn nói, bởi vì đã không cần thiết phải giữ bí mật?" Lý Cửu Nguyệt rót cho mình một chén rượu, hắn cúi đầu uống. "Ngươi phải nghĩ cho kỹ." Chu Phàm nói bí mật sở dĩ là bí mật, đó là bởi vì nó không được nói với ai nếu nói ra vậy không xem như là bí mật nữa. tuy ta không biết vì sao ngươi muốn nói cho ta biết bí mật này nhưng ta sẽ không dùng bí mật của mình để trao đổi với bí mật của ngươi. từ sau khi rời khỏi kính đô ta một mực suy nghĩ vấn đề này ta là nghĩ kỹ mới lại tới tìm chu huynh. lý cửu nguyệt nói sở dĩ muốn nói với chu huynh đó là bởi vì bí mật của ta dính dáng tới trùng nương cũng có liên quan nhất định tới chu huynh. chu phàm buông đũa sắc mặt hắn biến thành có chút nghiêm túc. Lý Cửu Nguyệt nói như vậy, vậy bí mật này có thể dính dáng tới nguyên do Trùng Nương và Cửu Nguyệt không thể tách ra, Chu huynh đã từng tới bí mật cát rồi đúng không?" Lý Cửu Nguyệt hỏi. "Tới rồi." Chu Phàm gật đầu nói, "Bí mật cát là một thế lực hắn kiên kỵ nhất." "Vậy chắc Chu huynh biết bí mật cát hy vọng có được 10 tin tức lớn về Đại Ngụy đúng không?" Lý Cửu Nguyệt nói, "Chu huynh chưa nghe qua cũng không sao, 10 tin tức lớn xếp thứ tư là khởi nguyên nội loạn cung đình 17 năm trước." "Cái này ta biết." Chu Phạm nói nhưng ta không biết nhiều, chỉ nghe nói 17 năm trước kính cung đã phát sinh một hồi nội loạn, lúc ấy chết không ít người. Đúng vậy, thực tình phi tử tên là Dương Phi đó phát động cung biến, giết rất nhiều người đối địch với nàng ở trong cung, trong đó còn bao gồm hoàng hậu và một số quý phi. Kính cung thủy chung được nắm giữ trong tay thiên tử, cho dù Dương Phi có lợi hại tới mấy, cũng không thể là đối thủ của thiên tử, cung biến của nàng thất bại, nàng bị giết, nhân hồn cũng bị rút ra tiêu diệt, sau khi chết thì bị treo trên tường thành ở trong cung phơi nắng, sau trận cung biến đó, tường thành cũng bị máu nhuộm của kẻ phản loạn nhuộm đỏ. Sắc mặt Lý Cửu Nguyệt phức tạp nói. Chu Phàm lặng lặng lắng nghe, hắn biết Dương Phi này có thể có liên quan rất lớn tới bí mật của Lý Cửu Nguyệt. Bỏ qua chuyện thiện ác không nói, Dương Phi là một nhân vật rất truyền kỳ, nàng cũng giống như Chu Huynh xuất thân tại một thôn nhỏ, về sau ra khỏi thôn, trải qua rất nhiều chuyện không được biết, cho đến thành phi tử của đại ngụy thiên tử, hơn nữa tu vi của nàng rất cao, đạt tới linh niệm cảnh. Chu Phàm nghe Lý Cửu Nguyệt kể lại, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn là bởi vì có sự hỗ trợ của thuyền, mới đến linh niệm cảnh. Dương Phi từ một thôn nhỏ đi ra, lại có thể tiến vào linh niệm cảnh, người này không khỏi quá lợi hại. Nàng đến từ phái hệ nào, Chu Phàm không nhịn được hỏi. Nàng không có phái hệ. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói nàng không thuộc về bất kỳ một phái hệ nào trong thư viện, đại Phật tự, thế gia, tiểu phật tự nàng một mực là tự dựa vào bản thân nàng tự thành một phái đương nhiên trước khi có thành tựu có lẽ là dựa vào một chút lực lượng của hoàng thất một người lợi hại như vậy vì sao nàng lại muốn vào cung trở thành phi tử của thiên tử trên mặt chu phàm lộ ra vẻ tò mò hỏi có tu vi như vậy trở thành phi tử của thiên tử không phải một lựa chọn tốt phi tử của đại ngụy thiên tử quá nhiều lý cửu nguyệt lại uống một chén rượu ánh mắt hắn có chút mê ly ta cũng không biết nàng cũng không nói cho ta biết vì sao lại muốn trở thành phi tử của thiên tử? Dương Phi không nói với hắn vì sao muốn thành hoàng phi, Chu Phàm trầm mặc, trong lòng hắn có một số suy đoán. Chu huynh. Ánh mắt Lý Cửu Nguyệt biến thành trong suốt, ngươi còn nhớ thôn hoang tên là Giả Cốc thôn ở phụ cận Tam Khư thôn không? Dương Phi chính là xuất thân từ thôn đó. Trên mặt Chu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nguyên do thải y thể, Tam Khư thôn dời đến địa phương mới, mà địa phương đó thì ra chính là thuộc về một thôn hoang tên là Giả Cốc thôn giả cốc thôn là vì mưu phản mới bị quan gia đồ sát hết toàn thôn lúc trước hắn một mực cho rằng lý cửu nguyệt là hậu duệ của giả cốc thôn đối địch với quan gia nhưng hiện tại ý của ngươi là giả cốc thôn là vì dương phi mới bị hạ lệnh đồ sát chu phàm nói phải một vạn ba ngàn người đều vì việc này mà chết lý cửu nguyệt nói đây không phải là đại ngụy thiên tử hạ lệnh hắn vẫn chưa đến mức khí lượng này cũng không có là những thân tộc cừu địch vì dương phi mà chết trù tính thôi động giết bọn họ là để xả hận về sau đại ngụy thiên tử biết việc này còn giết một đám người chủ sự nhưng bởi vì chuyện đã phát sinh cho nên chỉ có thể tính lên trên đầu quan gia dương phi có lẽ không dự đoán được những người đó sẽ làm như vậy nhưng việc này quả thật là lỗi của nàng trên mặt lý cử nguyệt lộ ra vẻ ấy nấy nói vì sao dương phi muốn mưu phản chu phàm hỏi bởi vì nàng trời sinh có một loại thiên phú quyệt nhân cường đại lý cử nguyệt thở dài nói chu huynh cũng không xa lạ gì với loại thiên phú quyệt nhân này nó chính là đại mộng thiên xuân thu đại mộng thiên xuân thu chu phàm ngạc nhiên nói hắn đương nhiên quen thuộc loại thiên phú quyệt nhân đến từ quái quyệt không thể biết cấp mộng xuân thu này được chu tiểu miêu gọi là một trong mười thiên phú quyệt nhân lớn nhất ở thời đại của nàng loại thiên phú quyệt nhân này có liên quan tới mộng không chỉ có thể lẻn vào trong mộng cảnh của người khác cho dù là chuyện phát sinh trong mộng cảnh cũng có thể tác dụng vào thực tại lúc trước hắn chính bởi vì bị trùng nương lẻn vào mộng cảnh ấy ý mới có nữ nhi mộng mộng này, trùng nương và mộng mộng đều có loại thiên phú quyệt nhân tên là đại mộng thiên xuân thu này. Trùng nương và Dương Phi chu phàm cảm thấy đầu có chút hỗn loạn, lúc trước hắn cho rằng cửu nguyệt có quan hệ với Dương Phi, vì sao hiện tại trùng nương lại có quan hệ với Dương Phi, chu huynh, không cần lo lắng, cái này lát nữa ta sẽ nói với ngươi. Lý Cửu Nguyệt uống một chén rượu nói chúng ta nói về cố sự của Dương Phi trước chu phà miễn cưỡng ổn định tâm thần hắn không hỏi mà là kiên nhẫn nghe hắn cũng muốn biết cuộc mưu phản của dương phi có liên quan gì tới thiên phú quyệt nhân dương phi là vì loại thiên phú quyệt nhân này mới có thể từ một nữ tử thôn giả trở thành cao thủ linh niệm cảnh lý cử nguyệt nói loại thiên phú quyệt nhân này rất đặc thù rất ít người biết nàng là quyệt nhân ngay cả đại ngụy thiên tử cũng không biết trước khi ta nghe nàng từng nói nàng lợi dụng loại thiên phú quyệt nhân này lẻn vào mộng cảnh của rất nhiều người xem qua rất nhiều bí mật của những người đó lợi dụng những bí mật này làm thành rất nhiều chuyện, thỉnh thoảng cũng sẽ ở trong mộng gây ảnh hưởng tới thực tại của những người đó. Thiên phú quyệt nhân là bí mật lớn nhất của nàng, đại ngụy thiên tử cũng hoàn toàn không biết. Có một ngày, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng làm ra một quyết định rất lớn mật, lẻn vào trong mộng của đại ngụy thiên tử. Lẻn vào trong mộng của đại ngụy thiên tử, chu phàm hít một hơi lạnh, đại ngụy thiên tử có thể nói là người thần bí nhất đại ngụy, nếu dương phi có thể từ trong một nhìn ra bí mật của đại ngụy thiên tử và hoàng thất đại ngụy hắn bỗng nhiên có một suy nghĩ lớn mật dương phi vào cung trở thành hoàng phi vốn chính là nhằm vào đại ngụy thiên tử và thông thiên kính nữ nhân này cuộc khởi từ hương giả ở đại ngụy tự thành một phái vốn không phải thiếu nữ thiện lương gì càng có thể là hạng người một giả tâm bừng bừng nàng nhìn thấy một bộ phận bí mật của đại ngụy thiên tử lý cửu nguyệt nhìn chằm chằm chén rượu nhưng đại ngụy thiên tử chính là có thông thiên kính Lực lượng của thông thiên kính giúp Đại Ngụy Thiên tử tỉnh dậy, phát hiện là nàng đã nhìn trộm bí mật của hắn. Nàng biết Đại Ngụy Thiên tử khẳng định sẽ không tha cho nàng, trong lòng nàng lại hiểu mình không thể là đối thủ của Đại Ngụy Thiên tử, nàng lâm vào tuyệt cảnh, Đại Ngụy Thiên tử nhìn chằm chằm nàng, nàng càng không thể chạy ra khỏi kính cung từ thông thiên kính tạo thành. Nàng tự biết không có đường sống, vì hài tử của nàng, trước khi chết nàng phát động cung biến, giết chết đối thủ của nàng ở trong cung, cung biến rất đột nhiên cho dù là đại ngụy thiên tử cũng không, về sau kết cục của nàng thế nào thì ngươi cũng biết rồi, đây là cố sự của Dương Phi. Trên mặt Lý Cửu Nguyệt lộ ra vẻ bi thương, bất kể nữ nhân đó lúc sinh tiền là thiện hay ác, nhưng chuyện nàng chết vẫn ảnh hưởng tới cuộc đời của hắn. Chu Phàm cảm thấy sự bi thương của Lý Cửu Nguyệt, hắn không lên tiếng, chỉ chờ cảm xúc của Lý Cửu Nguyệt bình phục lại. Dương Phi chết rồi, bởi vì nàng lại bảo đảm với đại ngụy thiên tử nàng sẽ không nói bí mật của hắn với bất kỳ ai, nhất là hài tử của nàng, cũng có lẽ bởi vì nó chung quy cũng là huyết mạch hoàng thất, đại ngụy thiên tử tha cho hài tử một mạng. Lý Cửu Nguyệt im lặng một chút rồi nói hài tử chính là nhất bách nhị thập lục hoàng tử Lý Huyền Nguyệt. Hoàng tử, Chu Phàm giật mình, trong lòng hắn nghĩ Dương Phi là sinh hạ trùng nương, bởi vì hai người đều có thiên phú quyệt nhân giống nhau, hiện tại Lý Cửu Nguyệt lại nói là hoàng tử, trùng nương và Dương Phi là thế nào, ngươi chính là Lý Huyền Nguyệt đúng không? Chu Phàm hỏi, Huyền cũng tức chính, Cửu Nguyệt chính là Huyền Nguyệt có thể nói như vậy. Lý cử nguyệt trầm mặt một chút nói. Cái gì mà có thể nói như vậy? Phải là phải, không phải là không phải. Chu Phàm nói vì sao trùng nương lại có cùng thiên phú quyệt nhân với Dương Phi. Lý cử nguyệt lại uống một ngụm rượu, Chu Huynh, ngươi đừng vội, ta sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho ngươi một lượt, chỉ có thân tính bên cạnh Dương Phi biết nàng là mang song bào thai. Nàng không định để người khác biết chuyện này, cho dù đại ngụy thiên tử cũng không biết, cho đến ngày nàng sinh hài tử, bi kịch đã phát sinh, nàng sinh hạ là Long Phượng Thai. Ca ca sinh ra trước, muội muội ra sau, chỉ là ca ca sinh ra chưa được một lúc đã chết rồi chết rồi. Chu Phàm lại giật mình. Là vì song thiên phú quyệt nhân. Lý cử Nguyệt thở dài nói. Song thiên phú quyệt nhân của ca ca bạo phát nhanh chóng, nhanh tới Dương Phi không kịp phản ứng, nàng là tu sĩ, sinh hài tử không khiến nàng biến thành yếu ớt, rất nhanh nàng kiểm tra muội muội, không biết có phải bởi vì nguyên nhân của song bào thai không, muội muội cũng giống như ca ca có song thiên phú quyệt nhân. Bọn họ thân mang đại nhật phần diễm thể của Hoàng Thất và đại mộng thiên xuân thu của Dương Phi, đây là tình huống hiếm thấy cỡ nào, đệ tử Hoàng Thất bình thường giác tỉnh đại nhật phần diễm thể cũng rất ít, càng đừng nói là thân mang hai loại thiên phú quyệt nhân lợi hại. Chỉ là Chu Huynh Ngươi cũng biết, song thiên phú quyệt nhân chính là một lá bùa đòi mạng, nó lấy đi ca ca, muội muội cũng mạng không còn lâu chu phạm không nghiện được mà cảm thấy bi ai cho hai hài tử đó sự đáng sợ của đa thiên phú quyệt nhân hắn đương nhiên biết nếu không có anh cửu hỗ trợ quyệt nhân có ba thiên phú quyệt nhân mộng mộng này là rất khó sống sót có điều dương phi sáng tạo ra một loại bí thuật bí thuật này khiến nữ nhi của nàng có thể sống sót lý cửu nguyệt chậm rãi nói chu phạm thầm nghĩ nữ nhi sống sót có thể là trùng nương nhưng nhất bách nhị thập lục hoàng tử là thế nào lý cửu nguyệt hơi ngẩn đầu nhìn bầu trời có chút mờ mịt hắn tiếp tục nói nữ nhi của Dương Phi không may mắn như mộng mộng, bí thuật giải quyết song thiên phú quyệt nhân mà Dương Phi tìm được, tồn tại chỗ thiếu hụt rất lớn, nhưng lúc ấy nàng không lựa chọn, bởi vì loại thiên phú quyệt nhân thứ nhất của nữ nhi đã bạo phát. Nhi tử của nàng khi vừa sinh ra đã trực tiếp bạo phát, nàng hoài nghi nữ nhi của mình cũng không thể kéo dài được bao lâu, cho nên cho dù tồn tại chỗ thiếu hụt, nàng cũng chỉ có thể làm ra lựa chọn cho nữ nhi. Vấn đề của song thiên phú quyệt nhân là ở chỗ lực lượng mạnh yếu khác nhau, phá vỡ sự cân bằng của thân thể phát sinh tranh đấu trong thân thể mà dẫn tới hại chết quyệt nhân này vẻ mặt lý cửu nguyệt chua chát nói chu huynh lúc trước ngươi đã đề cập tới ba loại biện pháp giúp đa thiên phú quyệt nhân sống sót đều cần tu sĩ cường đại mới có thể làm được chu phàm hơi gật đầu ba loại phương pháp đó đều là anh cửu nói với hắn loại thứ nhất là phong ấn thiên phú quyệt nhân loại thứ hai là bóc ra thiên phú quyệt nhân loại thứ ba là đổi nhục thân còn có loại thứ tư chỉ là loại thứ tư là anh cửu sáng tạo ra căn bản không thể phục chế ta không biết lúc ấy nàng có nghĩ tới ba loại phương pháp này không nhưng cho dù muốn có được với cảnh giới tu vi của nàng cho dù mời thánh nhân thư viện hỗ trợ chỉ sợ cũng không thể làm được biện pháp nàng nghĩ ra là hoàn toàn khác với những phương pháp chu huynh nói lý cửu nguyệt lại thở dài hắn cũng không biết mình đã thở dài mấy lần rồi biện pháp của nàng có chút giống như phương pháp đổi nhục thân đó nhưng lại không phải đổi nhục thân triệt để đừng nói là đại nhật phần diễm thể và đại mộng thiên xuân thu đều có thể đi theo nhân hồn đến nhục thân mới, biện pháp này cũng không được. Bí thuật của nàng là lợi dụng nhi tử đã chết, cũng là biện pháp duy nhất nàng có thể nghĩ đến. Lợi dụng nhi tử đã chết, Chu Phàm Lâm vào kinh ngạc, lợi dụng nhi tử đã chết thế nào? Cũng may mà nàng bởi vì bệnh của nữ nhi, không có tâm tình xử lý thi thể của nhi tử, mà là đóng băng nó lại, nếu không biện pháp này là không thể làm được. Lý Cửu Nguyệt nói thiên phú quyệt nhân rất đặc thù, thiên phú quyệt nhân càng cường đại thì lại càng có liên hệ lớn với nhân hồn. Một khi quyệt nhân chết đi, thiên phú quyệt nhân sẽ tiêu tán cùng thân thể, có phải tất cả thiên phú quyệt nhân đều như vậy hay không thì ta không rõ, nhưng nàng nói lúc ấy nàng kiểm tra thi thể của nhi tử, thiên phú quyệt nhân của nhi tử đã biến mất, hiện tại nghĩ lại, biện pháp của nàng chính bởi vì thiên phú quyệt nhân của nhi tử biến mất mà nghĩ ra. Nàng thi triển đại mộng thiên xuân thu của mình, lẻn vào trong mộng của nữ nhi, ở trong mộng chi nhân hồn của nữ nhi làm hai nửa, đồng thời đưa thiên phú quyệt nhân đại nhật phần diễm thể giác tỉnh trước vào trong một nửa nhân hồn, sau đó khiến chuyện trong mộng phát sinh tác dụng lên hiện thực. Một nửa nhân hồn của nữ nhi bị nàng sử dụng bí thuật chi đến trong nhục thân của nhi tử, mà giống như nàng nghĩ, đại nhật phần diễm thể theo một nửa nhân hồn của nữ nhi di chuyển đến thân thể của nhi tử, mà một nửa nhân hồn còn lại thì vẫn ở lại trong thân thể của nữ nhi. Một nửa nhân hồn đó về sau giác tỉnh đại mộng thiên xuân thu, vấn đề song thiên phú quyệt nhân cứ như vậy được giải quyết. Hơn nữa bởi vì là song bào thai, sự dung hợp của nhân hồn và nhục thân là không có bất kỳ vấn đề gì. Chu Phàm tấm tắc khen, biện pháp này quả thật rất xảo diệu, xảo diệu đến nằm ngoài tưởng tượng của hắn, nếu không phải bởi vì nguyên nhân song bào thai, dung hợp nhân hồn và nhục thân của một tiểu hài, tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng tâm hắn cũng trở nên run rẩy, hắn đã lờ mờ sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện với nhau. Hắn đã hiểu vì sao Lý Cửu Nguyệt nói không thể tách lý trùng nương ra được. Đây là thành một hồn song thể rồi, Lý Cửu Nguyệt chính là ca ca, Lý Trùng Nương chính là muội muội. Chỉ là thế này rốt cuộc xem như một người hay là hai người, còn có bọn họ ngồi hắn run rẩy, uống một chén rượu, hắn cũng không biết mình có nên cao hứng hay không, về sau thì sao, Lý Cửu Nguyệt cũng uống rượu, vấn đề đầu tiên của bí thuật này là nhân hồn bị chia làm hai nửa, tuổi thọ cũng bị chia làm hai nửa. Có điều may mà, Lý thị nhất tộc xưa nay trường thọ, tuổi thọ của muội muội lại đạt tới 300 tuổi, đỉnh của Lý thị nhất tộc cho nên cho dù chia làm hai nửa, tuổi thọ của muội muội là 150, so với mất sớm thì đã là đại hạnh trong bất hạnh rồi. Chu Phàm biến sắc, Mộng Mộng cũng có máu của Hoàng Thất Lý Thị, hắn không nhịn được hỏi Mộng Mộng thì sao, khi Mộng Mộng sinh ra, chúng ta đã kiểm tra cho nàng, cũng là 300 tuổi. Lý Cửu Nguyệt trả lời. Chu Phàm cảm thấy có chút đau đầu, tuổi thọ lúc đầu là 300 tuổi đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng thành viên của Hoàng Thất Lý Thị đều tồn tại một vấn đề, đó chính là không thể bước vào đạo cảnh, Nói cách khác mộng mộng cũng có thể không thể tiến vào đạo cảnh, tối đa chỉ sống được 300 tuổi. 300 tuổi đối với người thường mà nói, đây đã là trường mệnh rồi, nhưng đối với tu sĩ thực lực cường đại mà nói, đó chỉ là tuổi thọ bình thường. Trùng nương và ngươi cũng không thể tiến vào đạo cảnh nhà, chu phàm lại nghĩ tới vấn đề quan trọng này. Đúng vậy. Lý Cửu Nguyệt cực đầu thừa nhận đây là thiết luật không ai có thể phá được của Hoàng Thất Lý Thị Đại Nguyệt tuổi thọ bị chia làm hai nửa chỉ là chỗ thiếu hụt không tính là quá nghiêm trọng của bí thuật này, còn có vấn đề nghiêm trọng hơn vì nhân hồn bị tách ra. Vấn đề nghiêm trọng hơn là gì? Chu Phàm trước giờ chưa từng thấy nhân hồn tách ra đưa vào hai cổ thân thể, hắn trong nhất thời cũng hơi khó tưởng tượng được. Muội muội khi sinh ra là nữ tử, nhân hồn của nàng cũng là nữ tử. Lý Cửu Nguyệt nói nhưng nhân hồn của nàng có một nửa tách ra chui vào thân thể của nam tử, hai nửa nhân hồn này vẫn có liên hệ chặt chẽ, tâm ý tương thông. Hồn phân hai nửa, có hai thân nam nữ, tình huống như vậy là tuyệt vô cận hữu, lúc này khiến cho nàng vốn chỉ là đứa trẻ sau khi lớn lên, giới tính lẫn lộn, không thể phân rõ ra mình là cái hay là đực, là âm hay là dương, là nam hay là nữ. Không cái không đực, không âm không dương, không nam không nữ. Lý Cử Nguyệt quay đầu nhìn Chu Phàm, trầm mặt một chút nói. Sắc mặt Chu Phàm trở nên phức tạp, hắn nhất thời không ngờ tới được, nhưng Lý Cử Nguyệt nói như vậy, hắn mới hiểu được, quả thật sẽ tạo thành hiện tượng như vậy, bởi vì có hai cổ thân thể. Nếu Dương Phi sinh ra là hai nữ anh hoặc hai nam anh, sẽ không có vấn đề như vậy. Lý Cửu Nguyệt lại thở dài một tiếng nói. Đúng vậy, nếu là tỷ tỷ thì tốt rồi. Chu Phàm có chút tiếc nuối nói. Lý Cửu Nguyệt lườm Chu Phàm một cái, Chu Huynh, ngươi dở trò lưu manh như vậy ta rất tức giận, ngươi chính là muốn ngủ với hai tỷ muội sinh đôi phải không? chu phàm căm tức nói ta không nghĩ lung tung ta chỉ là thuận miệng nói vậy mà thôi ngươi đừng nói vậy còn nửa ngươi rốt cuộc là nam hay nữ chu phàm lại vẻ mặt lo lắng hỏi hắn ở trong mộng chính là bị trùng nương ấy ý nhưng nếu lý cửu nguyệt đã hiện ra ý thức nam tính hoặc là nam nữ thông sát song tính luyến vậy hắn là thế nào ta chính là nam thẳng sắt thép sao có thể bị một song tính luyến ấy ý chu phàm càng nghĩ tâm tình càng phức tạp hắn có một loại cảm giác sắp phát điên ta đương nhiên là nữ lý cửu nguyệt có chút ngượng ngập nói năm đó mẹ lo lắng ta thành đồ bất nam bất nữ cho nên đã giúp ta sửa lại vấn đề này suy nghĩ rất nhiều biện pháp cho ta bởi vì dương phi xuất thân hương giả nàng thích được gọi là mẹ cho nên lý cửu nguyệt một mực gọi nàng như vậy nàng nói với ta nàng vốn nghĩ có cần biến ta thành nam không nhưng nghĩ đến hình thái nhân hồn của ta là nữ cũng không dám làm như vậy mà là khiến ta kiên trì giới tính của mình trước kia dương phi nghĩ ra biện pháp gì trên mặt chu phàm lộ ra vẻ tò mò hỏi điều này chính là liên quan đến vấn đề giới tính của trùng nương lý cửu nguyệt nói biện pháp thì có rất nhiều mẹ trước khi ta trưởng thành ra lệnh không cho ta sử dụng thân nam nhi quá nhiều để làm được điều này mỗi ngày đại đa số thời gian đều để thân nam nhi ngủ say chỉ có một chút thời gian mới để thân nam nhi dậy ý của ngươi là khi một nửa phân hồn khác của ngươi ngủ một nửa còn lại có thể hoạt động tự do chu phàm kinh ngạc nói đúng vậy Lý Cửu Nguyệt gật đầu nói mẹ cũng chậm rãi lần mò ra, nàng không quá hiểu nguyên lý trong đó, chỉ là suy đoán có thể liên quan tới đại mộng thiên xuân thu. Có điều mẹ hoài nghi, nếu hai thân thể của ta có một bị giết, thân thể còn lại cũng sẽ chết, bởi vì hai phân hồn của ta luôn bảo trì nhất trí, không phân liệt ra được một ta khác. Vốn mẹ còn lo lắng phân hồn của ta sẽ phân liệt ra hai ta, kết quả căn bản không có chuyện như vậy phát sinh. Trong lòng Chu Phàm cũng cảm thấy kinh ngạc, nếu để hắn nghĩ cho sự trưởng thành của Lý Cửu Nguyệt, vậy hắn cũng sẽ suy đoán Lý Cửu Nguyệt sẽ xuất hiện vấn đề nhân cách phân liệt, không ngờ lại không có, đây cũng có thể là nguyên nhân của đại mộng thiên xuân thu. So với đại nhật phần diễm thể, liên hệ của đại mộng thiên xuân thu với nhân hồn là chặt chẽ hơn. Trừ khiến thân nam nhi ngủ say, mẹ còn phân phó phương diện ăn, mặc ở, đi lại cũng phải thiên về nữ tính, ví dụ như chiếu cố ta chỉ có thể là thị nữ, phòng cũng bố trí thành hình thức khuê phòng các vật như song phấn cũng được tiếp xúc từ nhỏ còn có một bước khá mấu chốt chính là nói đến đây lý cửu nguyệt cảm thấy có chút ngượng ngập ăn dược vật áp chế thứ đó của thân nam nhi trưởng thành khiến nó một mực bảo trì hình thái tiểu hài tử những cách làm này có thể không lúc nào là không nhắc nhở ta là nữ nhân bảo trì hình thái tiểu hài chu phàm thiếu chút nữa thì cười ra tiếng nhưng nhìn thấy ánh mắt bất thiện đó của lý cửu nguyệt hắn lại cố nhịn hắn thầm nghĩ vì sao không dứt khoát cắt đi nhưng lại nghĩ đến cắt đi rồi đi tiểu cũng không tiện lắm lý cửu nguyệt cúi đầu nói sang chuyện khác chỉ khi cần lộ mặt ở trước mặt rất nhiều người mới dùng thân nam nhi đi lại một lúc trước khi mẹ chết cũng làm ra an bài cho ta giao tất cả vật của nàng ở ngoài kính cung cho ta giúp ta sau khi nàng chết có thể an toàn trưởng thành nếu không như vậy ta sớm đã bị những hoàng huynh đó giết chết rồi trên mặt lý cửu nguyệt hiện lên một ti ưu thương có điều rất nhanh nàng lại cười nói chu huynh ngươi còn nhớ chuyện lần đầu tiên ngươi nhào vào ta sau đó hoài nghi ta là nữ nhân không nhớ chứ chu phàm cười gượng một tiếng nói nếu không phải trong lòng hắn cho rằng lý cửu nguyệt là nữ nhân viên đá chó liếm đó sẽ không phát sinh tác dụng kỳ thật khi đó ta chính là dùng thân nam nhi để hành động bởi vì ta đã lớn ý thức đã cố định không cần trường kỳ khiến thân nam nhi ngủ say có điều để nhắc nhở ta là nữ nhân cho nên ta nhét bông vào ngực cùng sử dụng một số hương phấn lý cửu nguyệt cười nói cho nên chu huynh không cần hoài nghi người lao vào chính là một nam nhân Khóe miệng chu phàm giật giật chuyện quá khứ nhắc tới làm gì nữa đã trôi qua rồi thì cứ để nó trôi qua đi đây đã thành lịch sử đen tối của ta hắn có chút thổn thức nghĩ chu huynh lý cửu nguyệt quay đầu nhìn chu phàm hai mắt nàng giống như tỏa ra ánh sáng cũng bắt đầu từ lúc đó cho dù khi đó bộ dạng của ta rất chu huynh chưa nhìn thấy hình dáng của ta nhưng chu huynh sau khi hoài nghi ta là nữ tử liền thích ta điều này chứng tỏ chu huynh không phải một người nhìn bề ngoài cái ngươi thích là phẩm chất của một người, điểm này khiến ta rất thích. Chu Phàm, Chu Huynh, đây là biểu cảm gì thế? Ta nói không đúng à, Lý Cửu Nguyệt ngay ra một tháng hỏi. Chu Phàm yên lặng uống một chén rượu, hắn thẳng thắn nói ta nghĩ có một số việc ngươi hiểu lầm rồi, lần đó ta thích thân nam nhi của ngươi là bởi vì ta trúng một loại bí thuật, ta không cao nhã như ngươi nghĩ, khi ta thực sự thích ngươi, là lúc ngươi khôi phục thân nữ nhi. Đương nhiên ta cũng không phải loại người nông cạn tham luyến sắc đẹp, Ta thích trùng nương Chu Phàm mặc một tiếng, cái này ta cũng không thể nói rõ. Lý Cử Nguyệt có chút trợn, con người ngươi sao lại thành thật như vậy, ngươi không thể lừa ta một chút sao, vừa rồi ta cũng nghĩ tới có nên lừa ngươi không. Chu Phàm nói nhưng ta thật sự không đành lòng lừa ngươi trên loại chuyện này. Lý Cửu Nguyệt yên lặng nhìn Chu Phàm, khóe miệng nàng hơi nhếch lên bật cười. Ngươi cười gì? Trong lòng Chu Phàm có chút thấp thỏm hỏi. Không có gì. Lý Cử Nguyệt nói vậy coi như là ta thích ngươi trước. Theo nàng thì không có gì khác nhau, dẫu sao đoạn thời gian ở chung đó tại Thiên Lương Thành, nàng quả thật là thích hắn, cho dù hắn là về sau mới thích mình, nhưng như vậy càng tốt, điều này chứng tỏ hắn thích nàng khi là nữ tử. Chu Phàm nghe thấy Lý Cử Nguyệt nói như vậy, hắn cảm thấy có chút quá dị, nhưng vừa nghĩ tới bản chất đều là linh hồn của Trùng Nương, hắn cảm thấy lòng đầy vui mừng, không nhịn được mà cười ngây ngô thành tiếng. Không được cười ngây ngô lý cử nguyệt chu miệng nói tuy là ta thích ngươi trước nhưng sau này nói với người khác cũng phải nói là ngươi thích ta trước như vậy sao được chu phàm liên tục lắc đầu ta còn chuẩn bị viết một tiểu thuyết thoại bản công chúa yêu ta ngươi dám lý cử nguyệt lường chu phàm một cái nụ cười này rất quyến rũ nhưng lại là ở trên khắp nơi vàng như nến của nam tử chu phàm cảm thấy có chút chột dạ trùng nương ngươi không thể đổi thân nữ nhi của ngươi tới đây à Lý Cửu Nguyệt cười nói: "Ngươi nghĩ hay nhỉ, thân nữ nhi của ta không ở đây, đang ở Thiên Linh Đạo chiếu cố mộng mộng." "Ngươi có thể tách ra tự do hoạt động à?" Chu Phàm tò mò hỏi, "Nếu là như vậy, không phải chẳng khác nào là hai người sao?" "Đương nhiên không thể, ta chỉ có một loại ý thức, hiện tại ta đang nói chuyện với ngươi, trùng nương ở chỗ rất xa cũng có thể khống chế, nếu muốn chuyên tâm một chút, dứt khoát để nàng ngủ." Lý Cửu Nguyệt trả lời. "Vậy ta hiểu rồi." Chu Phạm nói, lúc trước hắn thấy Lý Cửu Nguyệt và Trùng Nương đều đồng thời có mặt, đều là một nhân hồn khống chế tự nhiên, nếu từng rèn luyện trường kỳ, nhất tâm lưỡng dụng, vấn đề cũng không lớn. Chu Huynh Nụ cười trên mặt Lý Cửu Nguyệt thu liễm, tuy hiện tại ta là ý thức nữ tính chiếm chủ đạo, nhưng vấn đề phân hồn và thiên phú quyệt nhân cũng rất khó giải quyết, có lẽ ta cả đời đều có hai cổ thân thể, ta ở trạng thái như vậy, ngươi thật sự có thể chấp nhận được sao, Lần này nàng dùng thân nam nhi tới gặp hắn, một nguyên nhân trong đó chính là không muốn làm ảnh hưởng tới phán đoán của hắn, vạn nhất hắn nói không thể chấp nhận, vậy bị cự tuyệt, hai bên có lẽ sẽ không quá xấu hổ. Chu Phàm nghiêm túc nhìn Lý Cửu Nguyệt, ta không cho rằng đây là vấn đề. Nhưng nói không chừng có một ngày ta xuất hiện ý thức nam tính thì sao, trên mặt Lý Cửu Nguyệt lộ ra vẻ lo lắng nói, nàng nói mạng của nàng không cái không được không âm không dương chính bởi vì nàng cũng không nói chắc được chuyện tương lai. Chu Phạm trầm mặt một chút nói ta cho rằng sẽ không, nhưng nếu thật sự có ngày đó, chúng ta làm huynh đệ là được. Đến lúc đó ta viết một quyển thoại bản thê tử của ta thành huynh đệ của ta. Chu Huynh Lý Cửu Nguyệt nghẹn lời rồi, trước khi đến nàng vốn rất lo lắng Chu Phạm không thể chấp nhận sự thực này, hiện tại Chu Phạm nói có thể chấp nhận, trong lòng nàng rất cảm động có phải cảm thấy ta rất tốt không chu phàm cười hỏi còn lâu lý cửu nguyệt bình phục cảm xúc một chút nàng ra vẻ bất mãn nói ta có chút thất vọng ta vốn cho rằng ngươi sẽ nói cho dù ta thành nam nhân ngươi cũng vẫn sẽ thích ta ai ngờ ngươi nói nếu ta thành nam nhân ngươi sẽ chia tay ta nhưng ta thật sự không thể thích nam khóe miệng chu phàm giật giật nói ngươi tha cho ta đi lý cửu nguyệt bật cười chu phàm cũng biết nàng là nói đùa cũng bật cười hai người cười một lúc lý cửu nguyệt không nhịn được nói chu huynh ta rất muốn ôm ngươi một cái không được chu phàm trợn mắt nói hiện tại ngươi là thân nam nhi chúng ta ôm ôm ấp ấp thì tính là gì ngươi nhanh như vậy đã ghét bỏ ta rồi lý cửu nguyệt hừ một tiếng nói ai bảo ngươi ngu ngốc dùng thân nam nhi tới gặp ta chu phàm có chút căm tức nói trong lòng lý cửu nguyệt cũng có chút hối hận có điều rất nhanh nàng lại thẹn thùng nói không cho phép ngươi luôn nghĩ loại chuyện này lúc trước khi ngươi ở trong mộng chính là rất lớn mật khi chu phàm muốn thốt ra lại cố nhịn không chỉ là bởi vì lời này quá trắng trợn mà là bởi vì hiện tại là lý cửu nguyệt thân nam nhi hắn cảm thấy có chút không ổn quả nhiên người mình thích có hai thân thể nam và nữ vẫn có chút phiền phức hắn có chút phiền muộn nghĩ đương nhiên hắn có toái không cốt xuyên qua gian vực đi gặp trùng nương cũng không phải chuyện rất khó, nhưng làm như vậy liệu có lộ ra hắn quá nóng vội không? Hay là cứ từ từ đã? Dương Phi, chính là mẹ ngươi, đã nhìn thấy bí mật gì? Thật sự không nói với ngươi à, Chu Phàm đổi đề tài khác, hỏi. Không. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói nàng vì bảo hộ ta, giấu bí mật đó trong lòng cho tới lúc chết cũng không nói cho ta biết, đêm đó khi kính đô đại loạn, ta từng vào cung tìm được phụ hoàng, muốn hỏi ra bí mật này, nhưng không ngờ hắn có thể ở trong Tử Nguyên điện sử dụng thông thiên kính, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Sau khi Chu Phàm nghe xong có chút nghĩ mà sợ ta biết, cho nên ngươi mới để Trùng nương nói với ta sau này không gặp ta nữa. Nếu lúc ấy Đại Ngụy Thiên tử không thủ hạ lưu tình, sợ rằng Trùng nương và Cửu Nguyệt đều chết rồi. Nhưng mẹ chết, cho dù nguy hiểm ta cũng muốn hỏi rõ ràng, nếu không như vậy ta cũng không biết mẹ là vì thông qua đi vào giấc mộng nhìn thấy bí mật của hắn mới chết. Lý Cửu Nguyệt thở dài nói. Từ sau khi ra khỏi kính cung, nàng dần dần nghĩ thông, nàng không cần thiết bởi vì bí mật đó của hoàng thất đại ngụy mà đáp cả mạng sống của mình vào, mẹ vốn không muốn nàng làm như vậy, hơn nữa sau này muốn tìm được cơ hội như vậy chỉ sợ là không thể. Đại ngụy thiên tử không muốn nói, không ai có thể làm gì được hắn. Bí mật mà Đại Ngụy Thiên Tử giữ kín là gì, trong lòng Chu Phàm cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu, không nghĩ việc này nữa. Ngày tháng 6, Hắc Thủy Đô hộ phủ vẫn đổ tuyết nhỏ. Bông tuyết nhỏ vụn bay lả tả như tơ liễu. Hắc Thủy Đô hộ phủ một năm bốn mùa đều đổ tuyết không có gì kỳ quái. Bầu không khí khẩn trương ngưng trệ của biên cảnh cũng không bởi vì trận tuyết nhỏ này mà giảm bớt. Trong thời gian mấy ngày này va chạm tranh dấu giữa tiểu đội võ giả của hai bên là càng lúc càng kịch liệt. Ngay ngày hôm qua, còn bạo phát một hồi chiến đấu quy mô nhỏ nhiều tiểu đội tham gia. Bọn Trương Lý Tiểu Hồ, Trứ Thâm Thâm, ôn Hiểu, Hậu Thập Tam Kiếm, Sầu Hầu, Hùng Phi Tú tụ tập trong doanh địa chủ, nghe các tham mưu cãi nhau kịch liệt. Sắc mặt bọn họ đều trầm trọng. Bởi vì thám tử của bọn họ báo cáo, 16 doanh Tây Lương đã tụ tập 8 doanh ở biên cảnh. Tám danh chính là 80 vạn đại quân, mà số lượng đại quân bên hàng Bắc Đạo mới miễn cưỡng gom đủ 10 vạn, hơn nữa trong đó còn có một nửa binh lính bình thường ngay cả võ giả cũng không được tính. Chênh lệch binh lực như vậy thật sự quá lớn. Đặc biệt đáng sợ là, người thống lĩnh đại quân bên kia còn là La Chinh Thiên dụng binh như thần. Kỳ thật đoạn thời gian này các tham mưu đã thương lượng vô số lần, dưới tình huống binh lực cách xa nhau, bất kể có phải La Chinh Thiên xuất lĩnh đại quân hay không, bọn họ cũng không có phần thắng kỳ thật tất cả chuẩn bị hàng bắc quân có thể làm đều làm rồi. Hiện tại các tham mưu thương lượng là bên Tây Lương quân lúc nào sẽ phát động chiến tranh, có người sẽ không nhanh như vậy, Tây Lương có thể sẽ tiếp tục tăng binh, có người nói đã tới một nửa rồi, chắc chính là hai ngày này sẽ bắt đầu xuất binh. Ngay khi tranh luận không ngớt, thanh âm gần như trời sụp đất nước vang lên. Bọn trứu thâm thâm đều không chút do dự chạy ra khỏi lều trại chủ bọn họ nhìn thấy là bầu trời xám đen ở phương Bắc đều bị chiếu sáng, tia lửa chi chít bay về phía bên bọn họ. Đó là mấy chục vạn hỏa phù tiễn. Vù vù vù, phù trận bố trí ở biên cảnh sáng lên quan mạc màu xanh to lớn, hỏa phù tiễn phát ra tiếng bốt bốt nện lên quan mạc màu xanh, quan mạc lờ mờ chấn động. Tây lương quân cử chiến mã khởi xướng trùng kích về phía trận doanh của hàng Bắc quân, thanh âm trời sụp đất nứt tới từ vó ngựa người của quân doanh hàng bắc hoặc cưỡi ngựa hoặc trực tiếp co cẳng chạy tới biên cảnh tất cả mọi người của hàng bắc quân đều hiểu rằng tây lương quân cuối cùng cũng khởi xướng tổng tiến công rồi hỏa phù tiễn phóng tới từng đợt dày đặc giống như phù trận bay múa trong không trung tây lương quân khởi xướng trùng kích hết lần này tới lần khác đối với phù trận bố trí ở biên cảnh phù trận thỉnh thoảng bị xé ra sẽ có một đám tây lương quân ùa vào nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha